từ khi anh chị là bác sĩ hoặc là dược sĩ, anh chị có kiến thức gì đấy thật là hay thì mới lên được. Nhưng khi anh chị đăng review, anh chị rất dễ lên xu hướng. Em cũng được lên xu hướng mấy lần luôn anh chị ạ. Lên xu hướng nhưng em chưa giờ lên được triệu khủng như thế. Em lên được mấy chục nghìn là kinh lắm rồi. Và khi mà mình được lên xu hướng một lần, anh chị ơi, khách hàng kết bạn rất là nhiều luôn, người ta follow mình rất là nhiều và mình cũng bán hàng cho những khách hàng mới luôn. Thì mình bây giờ Facebook đang đề xuất những cái đấy thì em nghĩ là anh chị cũng nên đón đầu cái xu hướng đấy. Ok chưa ạ? Thì lát nữa chúng ta sẽ học cách làm video để chúng ta đăng lên Reel để tương tác Facebook của chúng ta tốt hơn nhá. Và một kiến thức cuối cùng về thuật toán của Facebook này. Thì như em nói với anh chị là khi anh chị đăng bài viết lên thì Facebook sẽ phân bổ là gì? 10% trong tổng danh sách bạn bè của anh chị sẽ nhìn thấy bài viết của anh chị đầu tiên. Sau đó Facebook đo lường là 10% đấy, người ta có tương tác, người ta có xem, người ta có thích không. Thì bắt đầu Facebook mới quyết định là có phân bổ bài viết này đến tiếp tục là 30 hay 40% bạn bè trong danh sách tổng bạn bè của anh chị hay không. Thì đấy là thuật toán phân phối cái bài viết của mình anh chị nhé. Còn đối với video này anh chị này, khi anh chị đăng video lên, khi anh chị đăng bất kỳ một video nào lên nhé, thì điểm của Facebook tính tự động cao gấp đôi so với bài viết. Có nghĩa là em không cần biết anh chị đăng video gì lên, con cái anh chị lên, hay là một video bài hát, một video vui vẻ gì đấy trên TikTok. Nhưng mà nhớ đừng dính ID TikTok nhá, không là anh chị sẽ bị hạn chế tương tác hơn đấy. Anh chị tìm cái cách là lưu video TikTok mà không dính ID nhá. Cái này rất dễ, em làm suốt rồi. Ai có iPhone thì nó sẽ ở cái phần D TikTok ấy, rất là dễ. Lát anh chị gõ nó sẽ ra, người ta sẽ chỉ cho anh chị dễ ơi là dễ luôn. Đấy thì anh chị chỉ cần đăng cho em video đều đặn lên Reel nhá. Thì cái Facebook của anh chị sẽ không bao giờ lo mất tương tác. Em khẳng định điều đấy luôn. Nếu như anh chị mất tương tác là anh chị sẽ hạn chế lượt hiển thị này. Khách hàng khó nhìn thấy bài viết của mình, khó tiếp cận với bài viết của mình. Dần dần Facebook mình nó cứ đi xuống, đi xuống, đi xuống, xong không ai nhìn thấy. Sau đó là mình kêu Facebook mình mất tương tác rồi mình lại cài lại cái Facebook mới. Rất là mất thời gian đúng không ạ? Thì bây giờ anh chị chịu khó đăng lên Reel đi. Khi mà anh chị đăng lên Reel này thì tự động nhá, là cái lượt hiển thị đầu tiên nó không phải là 10% nữa, mà thường nó sẽ dao động từ 25 đến 30% luôn. Có nghĩa là 30% bạn bè trong tổng danh sách bạn bè của anh chị nhìn thấy luôn, thậm chí là còn hơn. Đó là lý do tại sao mà Facebook em tương tác rất tốt. Anh chị có thể vào tường của em hầu như làm video rất nhiều, chứ em không có làm, em không có viết bài viết mấy. Bởi vì anh chị có thấy là TikTok nó xóa ngôi được Facebook là bởi vì sao ạ? TikTok là người ta sẽ xem và người ta nghe. Khách hàng bây giờ rất lười đọc. Anh chị có công nhận là anh chị viết một bài rất tâm huyết đi. Anh chị viết tầm khoảng một trang dài như này đi. Mình mang hết kiến thức của mình tâm huyết lắm rồi. Nhưng mà chính mình bảo mình ngồi lại mình soát chính tả lại đi, chính mình còn lười đọc. Em khẳng định luôn. Khách hàng bây giờ là rất là lười đọc vì mắt kém rồi, đặc biệt là khách hàng chúng ta lớn tuổi. Giờ khách hàng rất lười đọc mà khách hàng chỉ muốn nghe, muốn nhìn thôi. Nếu như anh chị không đón đầu xu hướng đi thì dần dần là sẽ không ai xem những bài viết bán hàng của anh chị nữa. Vì khách hàng chỉ muốn nghe, muốn nhìn thôi. Để cho nó nhanh xong thôi, chứ bây giờ đọc thật sự là rất đau mắt. Bây giờ chính mình cũng rất lười đọc đúng không anh chị? Cho nên bây giờ mình bắt khách hàng của mình đọc những cái kiến thức sản phẩm của mình để mà hiểu một cái sản phẩm nước tẩy trang hoặc là một cái serum này của mình này. Em nói thật anh chị là em nghĩ anh chị phải viết tầm khoảng 12 đến 15 dòng thì mới hết được. Và khách hàng lười đọc lắm, anh chị soạn cũng khá là mệt luôn ấy. Thay vì thế thì mình hãy làm video. Khách hàng sẽ có một trải nghiệm mua sắm, hiểu về sản phẩm của mình tốt hơn. Đúng ạ, khách hàng đỡ đau mắt. Khách hàng nghe phát là khách hàng ưng, phát là khách hàng chốt luôn, chứ khách hàng không phải đọc nữa. Đó là lý do mà tại sao chúng ta có buổi học ngày hôm nay. Video của em xem nào. À, Facebook của em lát nữa em sẽ cho anh chị nhé. Cảm ơn cô Nhung, video của em gần 2 triệu view rồi. À đây, anh Phan Hướng. Anh Phan Hướng là khá là lớn tuổi rồi nhá, nên mọi người đừng có nói là mình không làm được video đâu nha. Mọi người có thể xem anh Phan Hướng. Anh Phan Hướng comment cho em là anh bao nhiêu tuổi, u bao nhiêu, comment giúp em với. Đây anh Phan Hướng đây. Anh Phan Hướng nhắn cho em là tại cô Nhung bày bây giờ đăng lên Reel được gần 2 triệu view rồi, nhưng vừa em vào xem hình như nó vượt 2 triệu mấy rồi đúng không? Đây, anh nhắn tin cho em này, lên 2 triệu view làm sao em zoom được ra. 38 tuổi rồi ạ, mà anh vẫn làm video rất là tốt nhá. Đây mọi người này, bình thường anh đang chỉ có tầm 2.000 hoặc là 4-500 lượt xem thôi. Nhưng mọi người thấy là có một cái lên 1,9 triệu luôn. Em nói thật anh chị có một cái video lên xu hướng như này, tương tác Facebook anh chị rất tốt. Anh chị sẽ được liệt kê vào top những Facebook có gì ạ, có độ tương tác cao trên Facebook. Và tương tác cao thì tự động bảo mật sẽ cao lên, người khác hack Facebook anh chị sẽ khó hơn nhá. Anh chị sẽ thuộc vào top mà Facebook đang để ý đến luôn. Điều này rất tuyệt vời.
anh chị có vi phạm cái gì, bây giờ anh em nói thật là anh chị có vi phạm cái gì anh chị cũng được xóa tội hết, trước giờ anh chị sẽ được xóa tội hết đấy, đó là lý do tại sao chúng ta phải làm reel ngay thôi anh chị. Ok chưa? Vậy thì chúng ta sẽ bắt tay vào bài học ngày hôm nay. Anh chị xem hết video em review nước tẩy trang của nhà Placenter chưa nhỉ? Anh chị muốn xem lại không? Ở đây có anh chị nào chưa xem comment cho em chữ chữ K xem nào. Nếu như mà anh chị xem hết rồi thì mình sẽ bỏ qua. Chưa ạ? Ờ, nhiều anh chị thế ạ. Thế thì mình sẽ xem lại anh chị nhá. Đối với em đấy chưa phải là một video hoàn chỉnh vì em làm vội quá. Em đào tạo buổi 1 cùng Placenter xong là 2 hôm sau em về quê. Xong em lên cái là em làm luôn trong ngày. Cho nên đối với em đây vẫn chưa làm một video chỉnh chu, em nói vẫn còn hơi vấp. Thế là em khá là ngại cho anh chị xem. Nhưng thôi không đợi. Đây em sẽ bắt đầu bật nhá. Nếu như không nghe thấy hay gì thì anh chị nhớ báo nhá. Giây phút thư giãn nhất trong ngày của mọi người là khi nào? Còn đối với Nhung đó là lúc tẩy trang nha. Sau một ngày dài mệt mỏi, được tháo tất cả các lớp bôi cồng kềnh trên mặt xuống. Trời ơi, cảm giác nó nhẹ nhõm và thoải mái cực kỳ luôn. Da của mình thì thuộc dòng da nhạy cảm, dễ kích ứng, nên mình chọn em tẩy trang Placenter, một thương hiệu dược mỹ phẩm 100% thuần chay của Pháp. Em này thì không cồn, không hương liệu, không paraben và không có hóa chất độc hại nên sẽ không gây kích ứng da. Thành phần của em nó thì vô cùng đặc biệt, đó là tế bào gốc từ loãng thực vật. Đây là bộ phận quý giá nhất của cây, nằm dưới nhụy hoa để nuôi dưỡng cho trái cây lớn lên. Và Placenta là thương hiệu đầu tiên và cũng là duy nhất chiết xuất tế bào gốc từ loãng thực vật. Về công dụng thì tế bào gốc từ loãng thực vật sẽ giúp giải độc da và kháng viêm cực kỳ tốt. Hơn hết còn giúp da giảm thâm sạm và quan trọng nhất là giúp da ẩm mượt tự nhiên. Khi dùng em tẩy trang này thì bạn sẽ không cảm thấy da mình khô như những dòng tẩy trang thông thường đâu nha. Ngoài ra thì thành phần của em này còn có hoa thanh cúc giúp giảm sưng và trẻ hóa vùng da quanh mắt. Kết cấu của em này dạng gel mình có thể sử dụng để tẩy trang cho cả da mặt hay là vùng mắt môi, siêu tiện lợi và tiết kiệm. Chúng ta sẽ không cần phải mua hai dòng tẩy trang riêng biệt đâu nha. Placenta có thương hiệu lịch sử hơn 60 năm và thuộc top 5 dược mỹ phẩm tại Pháp, hiện đang được phân phối hơn 60 quốc gia toàn cầu nên mọi người có thể yên tâm sử dụng nhé. Một chai to dung tích 400 ml, giá là 590.000 đồng. Chúng ta sẽ sử dụng trong vòng 4 đến 6 tháng. Vậy là mỗi tháng chúng ta chỉ bỏ ra 100.000 cho một dòng nước tẩy trang 2 trong 1, vừa tẩy trang da mặt vừa tẩy trang mắt môi thì quá rẻ luôn. Nếu mọi người chưa tìm được dòng nước tẩy trang quý ý, thì hãy lựa chọn em Pricenter này nhé. Rồi đấy là video em làm anh chị nhá. Anh chị nghe thấy không? Em bị ngọng anh chị ạ. Cho nên anh chị mà bảo là chị tiếng địa phương hoặc là chị không tự tin về giọng nói, giọng chị không hay thì không sao cả nhá. Vì cô giáo mình còn ngọng sắp chết đi. Và cô giáo mình vẫn làm video, vẫn còn ngồi đây dạy mình đúng không? Đấy, đôi khi mình phải tự tin với những cái khuyết điểm của mình. Chứ mình không thể vịn vào cái khuyết điểm đấy mình làm rào cản để mình không làm được đúng không? Nếu như là ngày trước em nhớ lúc em mới đi live stream. Em mới đi live stream nhá. Cái thời đấy livestream mới nổi ấy, người ta kiểu hay chửi ấy mọi người. Xong rồi bảo là ở con này nó ngọng líu ngọng lo mà nó cũng đi bán hàng. Em bị chửi nhiều lắm nha anh chị. Nếu mà thời điểm đấy mà em cũng nghĩ đấy là rào cản của em thì chắc không có Nhung ngồi đây ngày hôm nay đúng không? Đấy, lát nữa anh chị đừng có ai nói rào cản gì với em nhá. Bây giờ em sẽ tắt chờ một chút, em muốn cho anh chị xem em muốn cho anh chị xem cái này đó. Em muốn cho anh chị xem cái kịch bản trước, anh chị chờ em một chút nha. Đây, đây là kịch bản em soạn ra này. Lát nữa chúng ta sẽ edit theo kịch bản này. Cái kịch bản này là thuộc một dòng kịch bản rất rất khó nhá. Và anh chị dự thi anh chị đừng làm dòng kịch bản này nhá. Em đang tập hợp là tất cả là 4-5 sản phẩm trong một cái này. Cho nên nó rất là dài. Edit và quay video rất là lâu. Lúc anh chị dự thi đấy anh chị chỉ chọn một sản phẩm thôi nhá. Đây là hôm nay em thị phạm cho anh chị nên em đang làm rất là dài. Thì đối với em này, trước khi mà em chuẩn bị quay một cái video gì đấy thì điều đầu tiên mà em cần làm đấy là gì ạ? Em sẽ lên kịch bản cho sản phẩm nhé. Và lên kịch bản như thế nào thì buổi trước em đã đào tạo cùng với nhà Placenter rồi. Bây giờ anh chị hỏi lại là kịch bản lên thế nào thì hơi khó. Vì buổi trước chúng ta học rồi, nếu như anh chị mà chưa học buổi trước ấy, thì anh chị có thể xin BDB cái video ghi lại của buổi hôm trước nhé. Cách lên kịch bản này bây giờ anh chị nhìn là anh chị sẽ biết em lên kịch bản theo kiểu gì luôn. Đấy. Thì đây là em đã lên kịch bản hết trước rồi. Bây giờ em làm sao nhỉ? Em sẽ gửi cái
kịch bản này vào trong khung chat cho anh chị nhé, để lát anh chị theo dõi nhé. Em sẽ gửi cho anh chị cái kịch bản này để anh chị theo dõi, chờ em một chút. Em gửi vào trong khung chat nhá. Bây giờ em sẽ ghi nháp một số cái này trước khi chúng ta bắt đầu vào vào edit. Đối với em edit không khó anh chị ạ. Edit không hề khó mà nó chỉ mất thời gian thôi. Có khi anh chị sẽ phải bỏ ra cả một ngày để edit. Đối với em nếu mà lên kế hoạch một video có khi em lên mất mấy ngày. Đây nhá, em sẽ ghi là chuẩn bị trước khi làm video này. Thì những cái anh chị phải chuẩn bị này, thứ nhất là kịch bản. Viết kịch bản ra nhá. Kịch bản thì chúng ta được học rồi, và lợi thế của viết kịch bản là gì? Khi mà chúng ta viết kịch bản ấy thì chúng ta sẽ hình dung được các cảnh quay là gì? Các cảnh quay. Anh chị cứ lên trước cho em nhá. Còn đối với bản thân em này, có những hôm nhá em bí ý tưởng kinh khủng khiếp luôn. Bình thường em ngồi xuống em viết, em thề với anh chị có khi 10 15 phút là em viết được cái kịch bản luôn. Nhưng có những hôm em không hiểu sao mà đầu óc nó không nhanh nhạy. Em ngồi 3 ngày không nghĩ được kịch bản. Đối với kịch bản ngày hôm nay 3 ngày em chưa viết được kịch bản luôn, em không hiểu sao luôn. Em thề anh chị luôn, lúc mà ra cái video nhà Placenter này, em ngồi 3 ngày trời em không viết nổi được cái content. Em bảo đến ngày đào tạo rồi mà không có content giờ làm sao? Bắt đầu sáng nay bắt đầu em mới viết được content anh chị. Và anh chị biết là gì không ạ? Khi mà anh chị có thể ghi cho em là khi mà không viết được kịch bản ấy thì anh chị hãy mang sản phẩm ra. Mang sản phẩm ra quay, chụp. Đấy. Sau đó anh chị là test sản phẩm cho em nhá. Lúc ấy tự nhiên content nó bật ra. Cái em nói thật nhá. Hôm nay em mang sản phẩm ra em sờ, em nắm, em ngửi, em uống rồi thì em rửa mặt, em tẩy da chết xong rồi tự nhiên content nó bật ra. Lát nữa edit anh chị sẽ nhìn thấy cái điều đấy luôn. Đấy. Sau khi này có kịch bản xong này, sau khi có kịch bản nhá thì mình sẽ sao? Nó bị lỗi xuống dòng nhỉ. Sau khi có kịch bản này thì anh chị có thể là nghĩ trước các cảnh quay nhá. Các cảnh cảnh quay này, đạo cụ nếu nếu có. Tiếp theo là nhân vật đóng cùng nếu có. Ngày trước em hay có nhân vật đóng cùng lắm, em rủ hàng xóm, rủ mẹ rồi rủ bạn bè em quay, nhưng mà hôm nay là do vội quá em chưa quay được với người khác, chứ bình thường là em cũng hay có nhân vật đóng cùng lắm. Nhân vật đóng cùng nếu có nhá. Đấy, anh chị chuẩn bị trước sẵn hết cho em nhá. Ok chưa? Có những khi em quay một video ấy là em quay hôm nay em quay một đoạn, mai em quay một đoạn, ngày kia em quay một đoạn xong em ghép vào nhau. Chưa chắc là có một ngày mình quay hết đâu. Hôm nào mình bận quá thì anh chị cứ mỗi ngày quay một cảnh xong rồi cuối tuần anh chị edit không sao cả. Ban đầu thì mình có thể chậm, về sau mình quen mình sẽ nhanh hơn. Ok chưa? Và có một số cảnh quay ấy em sẽ mở thử cho anh chị xem nhé. Để em mở thử cho anh chị xem cái bản em chuẩn bị, một cái bản tài liệu, lát nữa em gửi tặng anh chị những cái video mà em đã quay sẵn rồi. Đây, lát nữa em sẽ gửi tặng anh chị cái tài liệu trong đây nhá. Tài liệu trong đây thì em có một số TikToker đã dạy edit anh chị follow để học thêm này, nhạc nền để ghép vào khi quay video này, và đây là cái video sản phẩm em đã quay. Hôm nay ở nhà em quay sản phẩm này, em có thể mở cho anh chị xem nhá. Đây chị sẽ tắt hộ em cái mic của mọi người với anh chị ơi. Thì đây anh chị có thể xem này, em có cái bàn xoay này. Anh chị vừa nghe em nói đến đâu đấy? Em bị tắt tiếng đúng không? Vừa đấy ai tắt tiếng, tất cả đấy là tắt, trong đấy có em luôn. Anh chị nghe đoạn nào rồi? Anh chị nghe đoạn em nói đến đâu, câu cuối cùng anh chị nghe được là gì? Anh chị nghe đến cái chữ bàn xoay chưa? À đây. Đây em nói về cái bàn xoay này nhá. Thì anh chị mua thì mua, không mua thì thôi. Size của em là size to là 350. Size em nghĩ là mỹ phẩm mua size nhỏ hơn 18 cm tầm 200 mấy thôi.
thì em thấy nó sản phẩm nó đỡ bị đứng đơn điệu hơn, thì là em đầu tư cái này. Còn về cái video này này, em nghĩ là anh chị nên có những cái video test sản phẩm như này nhá, khách hàng rất thích những cái kiểu như này đấy. Thì em có video test như này này, cái này không ai quay cho em đâu anh chị ạ, một mình em quay hết ấy. Thì một là anh chị mua cái gậy livestream, còn hai là em mua hay mua cái gậy để bàn như này này, thì nó sẽ ngửa ra như này được. Thì một mình anh chị có thể tự làm việc được. Cái này mua trên Shopee chính hãng nha, đừng mua hàng pha ke. Hàng pha ke có bảy mấy nghìn thôi nhưng lỏng lẻo lắm, cái hàng này là 150. Thì anh chị để này nhá, nó tạo được rất nhiều tư thế. Đây là anh chị ngồi này, anh chị lai này, anh chị muốn úp xuống này, anh chị muốn ngửa ra này, anh chị muốn kéo dài ngắn đều được này. Đấy, cái này rất hay, thế anh chị có thể mua này về nó giúp mình. Sau này mình đừng có nói là em không có người quay cho, em không quay được cái cảnh đấy là chết dở đúng không? Đấy. Lát nữa em sẽ gửi link cho anh chị, nếu anh chị nào cần mua thì em sẽ gửi lên nhóm nhá. Lát cuối giờ em sẽ gửi. Bây giờ em sẽ chuyển sang màn hình điện thoại nhá, để em chia sẻ anh chị cách edit nhá. Rồi. Bây giờ này, trước khi mà chúng ta cùng nhau edit nhá, thì em sẽ nói cho anh chị một số cái phần mềm mà em hay quay này anh chị này. Anh chị có thể lưu về, CapCut là chúng ta sửa video. Còn cái Ulight này là em quay mặt nó rất là xinh. Xinh theo độ mà xinh mà kiểu là chó không nhận ra chủ luôn anh chị ạ, rất là ảo ma luôn. Còn cái Foodie này, em hay dùng để quay sản phẩm hoặc là thức ăn, cái màu của Foodie rất đẹp anh chị ạ. Thì đây là ba cái chính em hay dùng. Thì anh chị có thể chụp ảnh màn hình, sau đó lát mình tải ba cái này về nhá. Ok chưa? Khi quay thì anh chị quay cho em ở bố cục là 9x16 nhá. Ở cái app nào cũng thế này, anh chị nhìn lên đầu màn hình nhá, anh chị sẽ thấy là nó đang chia là 9x16 này. Ngoài ra chúng ta có thể chọn 3x4. Có một số video em sẽ đăng ở 3x4. Nếu như em định đăng lên là bài viết lên trên Facebook, em sẽ đăng 3x4. Còn em đăng lên tin là 1, đăng lên Reel là 2, là em sẽ chọn 9x16. Ở app nào cũng thế anh chị ạ. App nào nó cũng cũng có cái kích thước. Đây anh chị này, cái Foodie thì nó ở trên này. Anh chị chọn cái kích thước mà mình mong muốn nhá. 3x4 hoặc 9x16 này. 1:1 là ảnh anh ạ. Một ảnh 1:1 là ảnh nhá. Còn này, đối với video sau khi anh chị có xong nhá, một là anh chị đăng ở phần tin cho em. Tốt nhất là anh chị cứ quay 9:16 đi. Quay 9:16 anh chị đăng lên tin, đăng bài viết hay đăng lên reel đều được. Đây là cái kích thước của tin. Thì khi anh chị có video xong, anh chị bấm tạo tin cho em này. Video mà đăng lên tin và trên reel thì nó giới hạn là 90 giây thôi anh chị nhá. Anh chị có video 3 4 phút ấy thì anh chị buộc phải đăng một cái phần bài viết thôi, không đăng được ở reel mới tin. Tin và reel khác nhau điểm nào em sẽ chia sẻ với anh chị nhé. Cái reel nó là thước phim, nó ở đây luôn này anh chị này, đây là tin này, còn đây là reel. Tin là gì ạ? Tin nó khác reel này. Tin là nó chỉ hiện trong vòng 24 giờ nó sẽ tự động biến mất, còn reel là thước phim thì nó sẽ lưu trọn đời luôn anh chị nhé. Reel thì nó lưu trọn đời luôn. Đối với em ấy, em sẽ đăng video lần tiên em có em sẽ đăng lên reel. Xong vài hôm sau em lại đăng lên tin, em cứ đăng đi đăng lại hoài luôn anh chị ạ. Không sao cả. Đây nha. Ở tạo tin thì chúng ta bấm vào đây thôi. Chúng ta tạo tin, chúng ta chọn cái video mình mong muốn là mình lấy lên. Tiếp theo Nhung sẽ Sau khóa đó thì ẩm mình có bằng thể em chỉnh kem tái sửa. sinh và nuôi dưỡng da Bracenter. Em này có công dụng cấp ẩm. Để em chọn một cái video không tiếng nhé cho nó dễ. Mình ở đây mình có thể chỉnh sửa, mình có thể thêm chữ này anh chị này. Mình có thể viết chữ với nó này. Còn không thì mình có thể thêm âm thanh vào đây, nhạc nền vào đây cũng được, cắt ngắn đi cũng được. Ở đây tin đều hỗ trợ hết. Và tin này thì chỉ đăng trong vòng 24 giờ thôi nhá. Còn đối với Reel là thước phim thì khi anh chị vào trang cá nhân của mình này, anh chị vào trang cá nhân nhá, nó sẽ có luôn một phần là gì? Là thước phim luôn. Ở cái chỗ video này, ở đầu này anh chị có thể vào cái thước phim để anh chị đăng lên luôn. Còn ngoài ra này, thước phim anh chị có thể tìm nó ở đây. Ở cái phần trang cá nhân của mình anh chị này, giao diện trang cá nhân này nhá, anh chị sẽ nhìn thấy một chỗ là Reel. Nó nghĩa là thước phim này sẽ lưu trọn đời luôn. Và cái thước phim này thì nó sẽ có đề xuất lên trang chủ. Còn tin thì hầu như là không có. Thế anh chị vào trong cái reel này nhá. Anh chị có thể nhận cái reel người khác đăng này. Còn khi anh chị nhìn lên đầu trang chủ nhá, anh chị thấy cái avatar này, cái hình người đang ngồi đây này anh chị này, đấy là những cái thước phim của mình. Thì khi vào đây nó sẽ hiện ra những thước phim mà em từng đăng. Đấy, tất cả thước phim nó đang ở đây. Bây giờ anh chị muốn đăng một thước phim mới thì anh chị bấm vào tạo thước phim.
Trước phim thì Trước dòng phim. máu sẽ lưu trọn đời. Ok chưa? Đấy, bây giờ em sẽ thoát ra nhá. Bây giờ chúng ta đã biết chỗ đăng thước phim ở đâu rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào edit video. Nếu như chẳng may mà có trường hợp em tắt tiếng, bị tắt tiếng xảy ra đấy, anh chị nhớ nhắc nhắn tin đến khung chat nhắc em nhá. Bây giờ em sẽ vào này. Đầu tiên thì em đã quay các video sẵn hết các của ngày hôm nay rồi, em đăng hết, em quay hết rồi, em chuẩn bị hết dữ liệu rồi. Anh chị đang không nhìn thấy màn hình em chia sẻ đúng không? Có sự cố gì xảy ra anh chị nhớ bảo em nhá. Anh chị ngồi không chờ em, nhìn màn hình đen xì thế mà ngồi không chờ em, trời đất ơi. Rồi, bây giờ này. Bây giờ em sẽ vào trong cái phần CapCut này. Đầu tiên này, anh chị hãy nhìn cho em. Ở trong CapCut nhá, nó có cái phần bên dưới cùng này, nó có chữ mẫu. Anh chị ạ, nó có chữ mẫu như này này. Thì khi anh chị bấm vào đây, anh chị thêm ảnh, thêm video, CapCut sẽ tự động edit cho anh chị. Và đây là một cái mẫu mà người khác làm lưu sẵn. Bây giờ nhá, em thử bấm vào đây nhá. Anh chị biết là khi mình đăng video thì cái tỷ lệ hiển thị nó sẽ tốt hơn. Ảnh của mình có bài hát thì khách hàng nghe nó cũng cảm giác vui hơn. Xem ảnh không thì người ta cũng không có tâm trạng lắm đúng không? Thế giờ anh chị bấm vào đây. Khi anh chị bấm vào đây, sau khi sử dụng mẫu thì người ta bảo mình chọn hai mục, một là ảnh, một là video. Thì em thích thì em sẽ chọn hai video, còn nếu không thích thì em sẽ chọn hai ảnh, còn không nếu mà thích nữa thì em chọn một ảnh một video. Đấy là quyền của mình thích làm gì thì làm anh chị nhé. Em sẽ chọn một video này và một ảnh này đi. Sau khi chọn xong chúng ta sẽ bấm vào chữ tiếp theo, mẫu sẽ tự động chỉnh sửa cho chúng ta. Sau khi mà có mẫu xong nha, anh chị hoàn toàn có thể viết thêm chữ vào đây. Còn nếu không thì thôi, anh chị cứ giữ nguyên mẫu của người ta. Sau đó anh chị bấm xuất cho em là xong. Khi anh chị bấm xuất nhá, thì anh chị cố gắng là anh chị xuất là đã lưu và chia sẻ lên TikTok cho em. Thì khi đấy nó sẽ không bị dính app CapCut vào. Còn nếu không thì nó sẽ bị dính app CapCut này. Nó sẽ ghi CapCut trên video. Thật ra cái này cũng không ảnh hưởng gì cả. Nếu như anh chị thích có logo của CapCut thì anh chị bấm lưu vào thiết bị luôn. Còn nếu không thì anh chị lưu ở trên TikTok, nó sẽ nhảy qua app TikTok một lần, thì lúc đấy sẽ không có dính logo của CapCut nữa. Thì đấy là tùy anh chị nhé. Thì hôm nào mà anh chị thấy mình đăng nhiều bài viết quá rồi mà mình không có video, mình muốn đăng cái gì lên tin để cho cái Facebook mình nó đỡ bị mất tương tác, thì anh chị có thể vào trong những cái mẫu này. Em thường xuyên dùng những cái mẫu này luôn. Anh chị tìm thấy mẫu có mẫu này, anh chị có muốn tìm mẫu, em ví dụ là anh chị đi du lịch đi, anh chị có nhiều ảnh đi, em hay ghép này, tìm cho em chữ là du lịch nhiều ảnh vào đây, nó sẽ ra cái mẫu. Nói chung là chỉ cần trong đầu anh chị có ý tưởng thôi. Không có du lịch à? Ơ sao tự nhiên lại không có nhỉ? Hình... Chờ em một chút nha, hình như nó đang bị lag, mạng em hơi lag. Đây, mạng em đang lag đấy anh chị ạ. Anh chị chỉ cần tìm cho em từ khóa gì đang hot trend là nó ra mẫu hết nhá. Còn nếu không thì nếu mà trong trường hợp mà anh chị không muốn gõ thì anh chị cứ lướt trên cái trang chủ của mẫu này cũng được. Anh chị thấy cái gì mà mình thấy nhạc hay hấp dẫn, mình thấy hợp với mình thì mình lấy về, mình lưu về. Ok chưa? Còn bây giờ công việc của chúng ta là sau khi biết mẫu này rồi, đây là cái mẫu này chỉ dành cho những cái ngày mà mình không có video nào mà mình thấy lâu mình không đăng lên reel, mình sợ mình mất tương tác, tầm khoảng một tuần mình chưa có video thì mình vào đây để mình đăng tạm thôi. Còn cái quan trọng vẫn là mình phải học sửa video anh chị nhá. Sau khi học xong mẫu rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào sửa video. Thì chúng ta bấm vào cho em vào cái chữ chỉnh sửa này. Bấm vào chỉnh sửa nhá. Lần đầu tiên thì em sẽ chỉnh sửa CapCut anh An xuất khẩu ạ. CapCut nhá, là cái CapCut mình đang dùng để chỉnh sửa video đây. Bây giờ em sẽ chỉnh sửa một cái đơn giản trước khi mình chỉnh sửa một cái dài nhá. Cái đơn giản này em nghĩ anh chị làm là anh chị giật được giải luôn mà em thấy nó hay này. Bây giờ em ấn vào dự án mới. Bây giờ em sẽ chọn, đây là chọn ảnh này, đây là chọn video này. Em sẽ chọn video nhá. Em đang muốn bán cái dòng nước tẩy trang này. Bởi vì em thấy hoa hậu, bạn TikToker hoa hậu Kim Chi bạn đang review về cái này. Thì em sẽ lấy cái này. Lát nữa em sẽ dùng lời của bạn đấy để nói. Cái này rất là hay, mình có thể mượn sức người của người khác.
Rất nhiều người review về sản phẩm của mình luôn. Anh chị cũng để lấy video của người khác, sau đó đoạn đầu nhá. Mình sẽ viết chữ này. Ở đây nhá. Mình bắt đầu vào, anh chị bắt đầu tập trung để mình bắt đầu học nhá. Ở đây này. Anh chị nghe nhá. Nó sẽ có âm thanh. Và cái âm thanh này ấy, thì mình phải tắt đi. Bởi vì âm thanh này không phải tiếng nói. Mà đây là cái tiếng máy của em, nó đang bàn xoay của em nó đang hoạt động. Thì khi anh chị muốn tắt tiếng một âm thanh nào đấy nhá, anh chị kích vào trong, kích cái tay của mình vào trong cái video này cho em. Sau đó này, ở CapCut có một cái rất là hay là toàn bộ bằng tiếng Việt là cái thứ nhất mình có thể mò được này. Cái thứ hai là gì ạ? Tất cả những cái mình cần làm là gì ở bên dưới này hết. Anh chị cứ mò ở bên dưới này kiểu gì cũng ra, mình không cần phải xem bên trên, bên phải, bên trái là cái gì hết. Thì bây giờ em mò vào đây nhá. Em sẽ đến cái mục là âm lượng. Khi đến âm lượng này, em muốn cho nó im tiếng thì em sẽ cho nó về không. Thì bây giờ video của em sẽ không có gì cả. Và khi video không có gì cả thì nghe nó rất là buồn. Đấy, thì lát nữa em sẽ cho một cái nhạc nền nhé. Bây giờ em sẽ viết lời dẫn cho cái video này. Ok chưa? Bây giờ em muốn viết lời này. Thì anh chị nhìn nhé. Quanh quẩn nó chỉ ở dưới cái thanh công cụ này thôi mà. Anh chị bấm cho em vào chữ văn bản. Sau đó anh chị bấm cho em vào thêm chữ. Bằng tiếng Việt hết rất là dễ dàng. Nó chỉ có mất thời gian thôi chứ nó không khó. Bây giờ em sẽ ghi là nước tẩy trang. Nước tẩy trang thuần chay đi. Phù hợp với mọi loại da. Loại da. Bây giờ sau khi thấy cái chữ này nó đơn điệu quá này, thì em bấm vào phong cách nhá. Thường là em sẽ dùng cái chữ in đậm như này, màu sắc là tùy anh chị chọn nhá. Sau đó mình chọn vào phông chữ. Cái phông chữ này nó đang chữ to chữ nhỏ nó không đều nhau, em chuyển sang cái này nó sẽ đều nhau này anh chị này. Thì ở đây anh chị thấy cái nào phù hợp với tính cách và sở thích của mình thì anh chị lấy thôi. Đấy. Sau khi xong rồi, em có thể kéo dài kéo ngắn anh chị nhá. Sau khi em có cái chữ này xong rồi này, em hoàn toàn có thể kéo dài ra hoặc kéo ngắn về. Đấy, mình kéo ngắn kéo dài này đều được này anh chị này. Đây là xong một câu của em rồi nhá. Nước tẩy trang thuần chay phù hợp với mọi loại da. Sau đó em sẽ bấm thêm chữ tiếp theo. Sau khi xong chữ này rồi, em sẽ bấm thêm chữ tiếp theo. Anh chị nhớ nhá là cái gạch ngang này này là tất cả các công việc mà mình sẽ làm là sẽ sau cái gạch ngang này. Nếu như cái dấu gạch ngang này của anh chị này mà anh chị đang để nó ở đây là chữ phía sau nó sẽ nhảy ra đây á. Đấy, nó sẽ nhảy từ đây ra. Thế anh chị nhớ là kéo đến đây thì chữ nó sẽ nhảy từ cái phần phía sau này ra. Rồi, bây giờ em bấm vào thêm chữ nhé. Thì nó sẽ tự động chọn phông chữ mà anh chị vừa sửa. Thế anh chị chỉ cần chọn phông chữ một lần thôi. Phù hợp với mọi loại da này. Thuộc top 5. Xuống dòng. Dược mỹ phẩm tại Pháp. Xong. Bây giờ em có chữ xong rồi nhá. Em bấm vào V này. Bây giờ này. Anh chị thấy là hai chữ nó đang. Chữ này hết là nó sẽ nhảy ra chữ này này anh chị này. Đấy. Bây giờ nhá, em sẽ tiếp tục này. Em sẽ thêm chữ tiếp. Em lại ghi tiếp này. Cùng nghe Hoa hậu Kim Chi nói gì về sản phẩm. Em xin phép viết tắt một chút xíu nhá. Rồi. Thì bây giờ sau khi xong em sẽ để cho bạn Kim Chi bạn nói hộ em. Đến đây anh chị sẽ thấy này. Cái video cần quay của em dài quá. Bây giờ nó đang thừa một đoạn như này. Thế anh chị nhá. Anh chị khi anh chị thấy thừa video mà mình không cần nữa này, anh chị kéo cái thanh công cụ này đến cái điểm mà mình muốn cắt cái video này đi. Anh chị bấm vào video. Thì ngay bên khi anh chị bấm vào video, ngay bên dưới nó hiện ra chữ là tách. Anh chị bấm vào tách. Sau đó anh chị xóa cái phần này đi cho em. Ok chưa? Bây giờ em sẽ cho anh chị nghe hoàn chỉnh nhá. Đây là em chỉnh sửa xong này. Bây giờ em sẽ thêm thêm một cái nữa là em sẽ thêm nhạc nền cho nó để cho nó vui nhanh anh chị nhá. Thêm nhạc nền cho nó. Thì khi em kéo về đầu thì bài hát sẽ chạy từ đầu ra. Thì anh chị đang thấy là vì em đang soạn chữ trên bên dưới thanh công cụ ấy, nó đang toàn là chữ không thôi. Nếu như mình không tìm thấy thêm âm thanh thì mình bấm vào nút trở về cho em nhé. Nó sẽ trở về trang chủ thì anh chị sẽ nhìn thấy chữ âm thanh ngay lập tức. Nghe thì nó có thể nhiều thao tác anh chị ạ, nhưng khi anh chị mò nó rất là nhanh vì nó là tiếng Việt, anh chị yên tâm. Thêm âm thanh này, sau đó anh chị bấm vào đã trích xuất cho em này. Ngay khi đấy nó sẽ nhảy ra là những bài hát trong album của mình. Thì em sẽ vào trong cái album edit, em sẽ chọn một bài hát bất kỳ mà em đã lưu. Lát nữa cái kho này em cũng cho anh chị yên tâm nhá. Đấy, bây giờ thì sẽ có nhạc nền cho toàn bộ video. Và đến đây em thấy bạn Kim Chi bạn nói rồi, em không muốn nhạc nền đến đây nữa.
Thì tiếp tục mình cứ giống như vừa nãy thôi, mình bấm vào cái âm thanh, mình bấm tách, sau đó mình xóa phần sau đi là xong. Bây giờ chúng ta cùng nhau nghe video hoàn chỉnh anh chị nhé. Lensanto, đây là một hãng dược mỹ phẩm của Pháp có từ năm 1959, có chiết xuất từ gốc noãn thực vật với công thức cải tiến 2 trong 1, công thức hoàn hảo cho làn da nhạy cảm và giúp làm dịu da, làm sạch da an toàn mà không gây kích ứng. Chị dùng tẩy trang mỗi ngày luôn, kể cả khi không make up vì mình ra ngoài thì bụi bệnh vẫn bám vào da. Để anh chị thấy không ạ? Em nghĩ là anh chị, nếu như anh chị mà chưa làm quen ấy, mà anh chị chưa chưa dám nói bằng bằng chính lời của mình ấy, thì anh chị hoàn toàn có thể lấy video sản phẩm như này. Anh chị có thể lấy ảnh của BDB cũng được, lấy ảnh cũng được, anh chị lấy video, anh chị quay một góc nào đẹp cũng được. Đầu tiên ấy là em đăng video của người khác một đoạn ngắn không bị vi phạm đâu nhá. Mọi người lấy video của em đăng lại bình thường không vi phạm đâu ạ. Không lo vi phạm đâu nhá, điều này em cam kết 100%. Đấy, bởi vì anh chị đã edit lại rồi mà. Đây đã là một bản tên mới rồi, không phải bản tên của người ta nữa rồi. Thế anh chị edit như này là xong. Đầu tiên là em định mang ra quán cà phê có view đẹp một tí, em quay thì sẽ đẹp hơn. Nhưng mà em không kịp chạy ra nữa rồi, đâm ra em quay ở nhà thì nhìn nó hơi chán một chút xíu. Anh chị quay, anh chị có thể cầm sản phẩm, anh chị đưa vào những cái khu mà nó thoáng mát như kiểu là cây hoặc hoa ở nhà anh chị thì em nghĩ sẽ đẹp hơn. Mà cái này em thấy rất đơn giản, ai cũng có thể làm được hết, không ai không làm được. Và cái content em đang ghi nó rất là đơn giản. Content này anh chị cố gắng ghi cho em nó cầu kỳ hơn một chút xíu về chất gel hoặc là về thành phần của sản phẩm thì tốt hơn. Cái này anh chị sáng tạo nhá, anh chị sáng tạo hơn một chút xíu nhá. Cái em đang làm thôi, đơn giản thôi. Vậy là chúng ta đã có xong một video rồi. Và anh chị để ý cho em này. Ở cái phần giữa hai cái video này nó sẽ có một đoạn gạch như này nhá. Tẩy trang dành Đấy, cho nếu như anh chị muốn video chuyển mượt hơn, anh chị có thể bấm vào đây. Nó sẽ có ra hiệu ứng chuyển video. Những cái mà nó ghi pro là mất tiền anh chị bỏ qua. Anh chị dùng những cái mà nó không ghi pro, nó ghi miễn phí ấy, thì anh chị có thể lấy cho em. Tìm những cái miễn phí nha anh chị. Đây, em ví dụ là cái này nó sẽ miễn phí này, nó sẽ có hiệu ứng chuyển video cho anh chị. Sau khi xong anh chị bấm V cho em nhé. Anh chị xem lại này. tẩy trang dành cho da Đấy, đấy là hiệu ứng chuyển video. Đây là chúng ta đang học những cái sơ khai rất đơn giản. Và anh chị lưu ý là buổi học ngày hôm nay có bản ghi. Anh chị xin cái BDB cái bản ghi này. Khi anh chị edit video gặp chỗ nào mà đúng vấn đề thì anh chị tua đến đoạn này anh chị xem lại cho em là anh chị sẽ nhìn ra. Rất đơn giản. Và sau khi mà anh chị làm xong một video nhé. Đấy, sau khi làm xong video việc của anh chị là anh chị xuất ra. Khi anh chị xuất thì anh chị nhớ chọn cho em là nếu như anh chị chỉnh sửa ở cái màn hình là 9x16 anh chị kéo về khung hình 60 cho em. Còn nếu anh chị 3x4 anh chị kéo 30 thôi. Và anh chị bật HDR thông minh cho em thì khi anh chị xuất ra video của anh chị sẽ nét nhất có thể. Nhiều anh chị xuất không bật cái HD lên ấy thì độ phân giải nó kém, đôi khi mình đăng lên nó bị mờ video. Ok chưa? Buổi hôm trước có ghi lại, chị Phương Thanh có thể xin lại BDB nhá. Sau đó mình bấm xuất ra là xong anh chị nhá. Bây giờ sẽ xuất ra, em xin phép không xuất nhá. Tại vì em sợ nó hơi hơi mất thời gian ấy, nó xuất nó sẽ mất một khá một thời gian đấy. Thì em xin phép không xuất nhá, em sẽ hủy cái bản này đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào học những cái pro. Hôm nay mọi người nhớ này, hôm nay là chúng ta học này, cái này em nói là nó không khó nhưng mà nó rất là nhiều bước và nó rất là cầu kỳ. Nó cũng đòi hỏi chúng ta phải bỏ nhiều thời gian nên mọi người đừng có vội. Mọi người yên tâm nhá. Sau hôm nay thì chắc là nhờ BB lập một cái nhóm là những người hứa cam kết là tham gia. Còn nếu chúng ta nhắn tin chung vào nhóm Zalo của BDB, em sợ trôi mất thông tin sản phẩm thì chúng ta có một nhóm Zalo riêng. Những anh chị cam kết tham gia anh chị vào nhóm đấy. Sau đó khi anh chị edit mà anh chị gặp vấn đề gì nhắn tin lên nhóm cho em. Em Nhung hứa sẽ hỗ trợ cho anh chị. Đây là lần đầu tiên em hỗ trợ cho một một nhóm đấy nhá. Tại vì hỗ trợ cho mọi người rất mất thời gian. Anh chị nhắn tin cho em là Nhung ơi, chị quên mất chỗ lồng tiếng rồi. Thì ngay lập tức em sẽ quay một video hướng dẫn anh chị vào mục nào mục nào. Em xin hứa là em sẽ đồng hành cùng anh chị trong vòng một tuần. Được chưa ạ? Cái này nó khó đấy nhá. Cái này là em phải nói là em là nhiệt tính hết mình rồi đấy. Lát nữa chúng ta sẽ có một nhóm dành cho những anh chị cam kết tham gia. Em Nhung hứa sẽ đồng hành cùng anh chị. Bất kỳ cái lỗi gì anh chị gặp phải nhắn tin lên nhóm cho em. Em hứa em sẽ đồng hành với anh chị trong vòng một tuần. Nên hôm nay anh chị học nếu như cảm thấy khó quá, mình vẫn còn chưa hiểu thì mình yên tâm nhá. Mình sẽ được tư vấn trao đổi riêng với nhau nữa. Bây giờ chúng ta xem là cáp cáp này nó có những cái gì là cái thứ nhất này, mình có thể làm gì với nó cái thứ hai, và nó có những cái gì giúp ích cho mình để mình học đã. Còn khi mình mày mò vào, khi anh chị mày mò vào nó sẽ ra rất nhiều vấn đề, nó không mượt như lúc em đang demo anh chị. Thì khi có vấn đề gì anh chị nhắn lên nhóm, em sẽ quay video lên đấy, em sẽ quay màn hình hướng dẫn anh chị trong vòng một tuần nhá. Bây giờ này chúng ta sẽ vào những cái pro, và lần này là anh chị sẽ hơi lắc mắt một tí nhá.
vì nó rất nhiều cái thủ thuật khó hơn. Bây giờ em xin phép vào video này, em sẽ bắt đầu vào nhá. Ok, con à đây, nó đây rồi, chúng ta sẽ bấm vào dự án mới này. Ở đây là mẫu này anh chị này, còn đây là chỉnh sửa. Ấn vào chỉnh sửa thì chúng ta bấm vào dự án mới. Ở đây em sẽ xem, em sẽ thêm rất nhiều video mà em đã lấy từ rất nhiều sản phẩm. Chờ em một chút nha. Em đang không nhớ vị trí của nó ở đâu. À đây. Một, hai, ba. Rồi sau khi chọn video xong rồi thì em sẽ bấm vào chữ thêm. Chúng ta sẽ sửa trong vòng 4 phút ra tất cả sản phẩm. Cam kết gì ạ? Có nghĩa là mình cam kết thử thách của BDB là mình sẽ làm một video để dự thi để nhận quà ấy anh. Lát nữa cuối chương trình em sẽ phổ biến lại nhá. Bây giờ mọi người cùng nghe nhá. Em muốn là khi em đào tạo của mọi người ấy, là em sẽ lồng tiếng thử cho mọi người xem. Em sẽ lồng tiếng dựa theo cái kịch bản mà em vừa gửi lên khung chat cho mọi người ấy. Nhưng mà khi mà em chia sẻ màn hình cho mọi người thì nó không hỗ trợ tính năng lồng tiếng. Cho nên em xin phép là em lồng tiếng sẵn trước rồi, em chỉnh sửa hiệu ứng thôi anh chị nhé. Thì bây giờ này, khi mà anh chị có video anh chị thêm tất cả vào nhau rồi nhá. Anh chị có kịch bản sẵn rồi. Anh chị bấm cho em vào chữ thêm âm thanh. Sau đó anh chị kéo đến cuối cùng, nó sẽ chỗ có chỗ bản ghi. Thì khi anh chị giữ đây nhá thì nó sẽ bắt đầu lồng tiếng lời anh chị nói. Anh chị sai anh chị xóa đi, anh chị lồng tiếng lại. Ok chưa? Sai xóa đi, anh chị lồng tiếng lại cho em. Hoặc là mình lồng tiếng sai thì mình xóa đi. Nhưng mà chỗ này thì em không thể demo cho anh chị được vì chia sẻ màn hình nó không bật tính năng này. Thì riêng tính năng này là không có đâu anh chị nhé. Còn các tính năng khác là đầy đủ hết. Thì em chia sẻ cho anh chị cái chỗ lồng tiếng này. Đây ạ. Khi anh chị ở trang chủ nhé. Anh chị chọn trong xong video ở trang chủ này. Anh chị bấm chỗ thêm âm thanh cho em. Thêm âm thanh. Sau đó mình kéo đến cuối cùng mình sẽ thấy chữ bản ghi. Sau đó mình sẽ dí vào cái hình cái mic này và mình nói ra. Cái sửa video này là cái em thích nhất. Anh chị xem trên trang cá nhân bây giờ em không live stream. Em không live stream và em không không quay em không live stream và đăng bài viết nhiều mà em toàn quay video thôi. Tại vì quay video em sẽ không phải học thuộc kịch bản. Live stream là em sẽ học sản học học sản phẩm rất kỹ để đỡ bị vấp. Nhưng mà cái này này, nó có một cái rất là hay là mình sẽ có kịch bản, sau đó mình viết ra giấy rồi mình ngồi mình đọc, mình lồng tiếng rất là nhanh anh chị ạ. Đấy. Em lồng một buổi chiều là được những video này. Bây giờ anh chị nghe thử nhé. Bộ chị nám của nhà Udison đang hot dần dần trong cộng đồng Ropi. Nó sẽ hơi vọng một tí vì em đang bật hai loa để em nghe thử nhé. Đây, anh chị thấy này, sau khi kết thúc một video nhé, nó sẽ có một đoạn hai video chuyển nhau như này. Em thấy cái lúc chuyển đấy, nó hơi đơn điệu ấy, thì em sẽ bấm vào cái thanh giữa ở đây anh chị này, anh chị cần bấm vào cho em cái gạch giữa ở đây nhé, nó sẽ ra hiệu ứng chuyển video. Đấy, anh chị muốn chuyển cái gì đấy anh chị chọn cho em những cái miễn phí nhá. Còn như em là em dùng CapCut Pro hết rồi, cái gì em cũng có thể dùng được hết. Cái CapCut Pro thật ra nó không đắt đâu anh chị ạ, mình mua một tài khoản rất nhiều người dùng chung được. Em đang dùng chung cùng bốn người nữa cơ, chia ra mỗi người rất rẻ. Thì tùy anh chị có thể dùng những cái miễn phí hoặc anh chị thích Pro đấy, anh chị mua Pro anh chị chia sẻ cho bạn bè nhé. Bây giờ chúng ta nghe lại này. Bộ chị nám của nhà Udison đang hot dần dần trong cộng đồng Ropi. Vậy thì hãy cùng Nhung khám phá quy trình xóa nám sau 30 ngày cùng bộ sản phẩm Placenter nhé. Bước quan trọng. Đây chúng ta lại có một đoạn chuyển video này anh chị này. Em lại bấm tiếp. Em lại bấm tiếp để cho nó chuyển video nhá. Nó đang load. Mạng của em đang kém nó chưa load được. Em bỏ qua cái đấy nhá. Đây chúng ta nghe tiếp này. Bước quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da đó chính là bước làm sạch. Sữa rửa mặt có vai trò lấy hết đi bụi bẩn, sợi bã nhờn trên da và sữa rửa mặt Placenter dạng gel không tạo bọt nên sẽ không gây khô da, cực kỳ phù hợp với những làn da mụn và da nhạy cảm. Cái chất gel nó mềm như nhung luôn. Em xin thề với cuộc đời mình nha.
Đây sẽ là sữa rửa mặt em dùng đến trọn đời, đến cuối đời này luôn. Nó quá là mềm, nó quá là thích luôn. Ai mà da nhạy cảm, da mụn thì thôi, chân ái luôn mọi người này. Ở đây, em thấy cái đoạn này em nói hơi chậm anh chị ạ. Em sẽ nó em muốn nó đoạn này nó tua nhanh một tí nhá. Thì kết thúc chữ này. Nhờn trên da và sữa. Khi mà em muốn tua nhanh một đoạn nào đấy này, em sẽ kéo cái thanh công cụ này đến đúng cái đoạn mà em muốn muốn nó nhanh, em sẽ bấm vào đây và em tách ra. Sau đó em kéo hết cái đoạn mà em muốn nói nhanh này. Em ví dụ là em muốn nói nhanh đến đây đi. Thì em tiếp tục tách tiếp. Thì mình bấm vào cái đoạn mà hai cái đoạn mình vừa tách được anh chị nhá. Em vừa tách được cái đoạn này này. Đây em vừa tách được đoạn này. Bây giờ em sẽ bấm vào tốc độ. Thì mình hoàn toàn có thể chọn được tốc độ nhanh hay chậm nhá. Ví dụ em kéo đến 1.2, 1.3 này thì bắt đầu lời của em sẽ nhanh hơn ở đây anh chị này. Xong mình bấm V nhá. Anh chị nghe thử này. Lấy hết đi bụi. Bước quan trọng trò lấy hết đi bụi bẩn, sợi bã nhờn trên da và sữa rửa mặt placenta dạng gel không tạo bọt nên sẽ không gây khô da, cực kỳ phù hợp với những làn da mụn và da nhạy cảm. Cái chất gel. Đấy. Anh chị có nhìn nhìn rõ không ạ? Ví dụ đoạn nào ấy mà anh chị thấy mình nói nó chậm quá ấy, thì anh chị có thể tua tốc độ lên nhá. Còn khi mà anh chị làm sai ấy, anh chị hoàn toàn thể bấm đây để trở về nhá. Trở về hoặc là tiến lên đều được. Đấy, còn đoạn này em quyết định là em sẽ giữ tốc độ như này. Vừa chúng ta nghe đến đâu rồi nhỉ? Ai mà da nhạy cảm, da mụn thì thôi, chân ái luôn mọi người này. Eo ơi, sướng dã man. Sau khi rửa xong thì da sạch, nhưng mà vẫn để lại độ ẩm trên da nhé. Ừ nhá. Bây giờ này em thấy có một vấn đề trong cái video này của em là em thấy là em đang bị thiếu ánh sáng, trên tay em hơi đen đúng không ạ? Tay em nó đang bị đen. Bây giờ trong cái cáp cắt này á nó sẽ hỗ trợ là chỉnh làm Được đẹp cho nhá. anh chị này, son môi cho anh chị này, làm sáng hết. Bây giờ em sẽ chia sẻ cho anh chị nhé. Anh chị muốn chỉnh sửa ở trong cái video nào thì anh chị bấm vào video đấy thôi. Em chỉ muốn sửa trong cái tay này của em thôi. Thì em sẽ kích vào cái video này nhé. Sau đó chúng ta kéo đến cái phần có phần là tùy chỉnh này anh chị này. Ở cái phần tùy chỉnh này anh chị sẽ kéo được độ sáng. Khi anh chị kéo độ sáng lên thì tự động mình trắng như Ngọc Trinh luôn. Anh chị thấy ảo ma Canada chưa? Ở đây anh chị có thể kéo được độ bão hòa này, độ chói hoặc là độ sắc nét. Nếu như chị nào mà máy mình quay cái độ sắc nét nó không cao, mình có thể kéo độ sắc nét lên để cho nó nhìn nó rõ hơn luôn. Cái gì nó cũng có và những cái này là miễn phí anh chị nhá. Đấy. Thì sau khi anh chị làm xong chị bấm V cho em. Thì anh chị sẽ thấy bây giờ da của em trắng như Ngọc Trinh luôn. Thì trong đây là nó sẽ có đầy đủ hết cho mình, không thiếu một cái gì cả. Sau khi qua video này rồi nhá, chúng ta nghe tiếp video tiếp theo này. Xong thì da sạch nhưng mà vẫn để lại độ ẩm trên da nhé. Trong bước làm sạch da, chúng ta đừng quên tẩy da chết 2 lần một tuần nha. Tẩy da chết sẽ... Rồi, em thấy là cái video này của em là cũng đang là rất là đen. Thì em tiếp tục bấm vào cái video này. Em lại tiếp tục tìm đến cái chỗ tùy chỉnh anh chị nhé. Tất cả nó đều ở bên dưới này hết. Tùy chỉnh này. Em sẽ lại tiếp tục kéo độ sáng của nó lên. Đấy. Bây giờ chúng ta chỉ quay ra xem. Da tay của em đã trắng như Ngọc Trinh rồi. Anh chị thấy chưa? Đôi khi là mình đừng tin con gái trên mạng. Ở đây này. Tiếp theo em dạy. Em nhầm lại dạy. Em chia sẻ cho anh chị nhé. Một thủ thuật nữa. Mình thấy là cái video này của mình nó đang bị Trong cái bước xoay làm này sạch đang da. bị nhiều quá đúng không? Em muốn nó zoom to zoom nhỏ lên này, hiệu ứng như kiểu mình đưa xa đưa gần này. Thì em sẽ kích vào cái video này nhá. Anh chị nhìn kỹ cái cách em làm nhé. Khi mình muốn làm ở video nào, ở đoạn nào thì mình kích vào đoạn đấy. Bây giờ em kích vào đây này, em kéo đến đầu video. Sau đó em kích vào video này, nó sẽ hiện lên một cái hình thoi như này. Anh chị kích giúp em vào cái hình thoi. Sau đó anh chị sẽ kéo đến cái đoạn mà anh chị muốn nó zoom to hoặc zoom nhỏ lại nhá. Em ví dụ là em muốn zoom to đoạn này lên, em sẽ lấy hai ngón tay của em kéo cái màn hình cái sản phẩm này lên. Ví dụ là em muốn anh chị nhìn rõ cái chữ ở trong đây chẳng hạn, thì tự động nó sẽ thêm một hình thoi ở đây. Bây giờ anh chị sẽ thấy cái video của mình này, nó chuyển động này. Ra nhé.
Trong bước làm sạch da, chúng ta đừng quên tẩy da chết 2 lần một tuần nha. Như vậy nó sẽ không còn đơn điệu nữa. Em ví dụ là anh chị có một cái sản phẩm nào anh chị muốn nó đưa xa đưa gần đi, thì anh chị làm như vậy. Bây giờ khi mà mình làm sai cái gì hoặc mình không muốn cái đấy, mình hoàn toàn thể ấn ấn trở về anh chị nhé. Ở đây này, em ví dụ là đầu tiên em sẽ zoom thật to cái sản phẩm này ra đã. Em zoom thật to sản phẩm này ra. Đấy. Chờ em một chút để em tắt tắt cái hình thoi này đi nhá. Đây, em sẽ zoom to cái này lên này. Sau đó em bấm vào hình thoi. Sau đó em kéo nó xuống. Thì lúc ấy em lại kéo nó về màn hình như này. Một hình thoi tự động nhảy ra, mình chỉ cần bấm hình thoi đúng một lần thôi. Mình zoom lên, zoom xuống, nó sẽ tự động nhảy hình thoi còn lại anh chị nhé. Trong bước làm sạch da, chúng ta đừng quên tẩy da chết 2 lần. Đấy, lúc đấy thì mình sẽ có hiệu ứng là chuyển xa, chuyển gần. Video sản phẩm mình tự quay hay mình copy cũng được, nhưng phải là content, phải là chữ mình viết anh chị nhé. Rồi, bây giờ em chỉnh trắng cái này xong rồi này. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ nghe tiếp video anh chị nhé. Trên da, tẩy da. Nghe lại video này đi. Trong bước làm sạch da, chúng ta đừng quên tẩy da chết 2 lần một tuần nha. Tẩy da chết sẽ giúp da sạch sâu hơn, loại bỏ mụn cám, mụn đầu đen và sợi bã nhờn trên da. Tẩy da chết nhà Placenter dạng kem sữa với những hạt jojoba siêu nhỏ, nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết mà không gây tổn thương da. Đặc biệt, trong sản phẩm có thành phần glycerin giúp giữ ẩm và ngăn ngừa lão hóa, nên khi dùng tẩy da chết Placenter xong, bạn sẽ ngạc nhiên vì nó không gây khô da như những dòng tẩy da chết thông thường đâu nha. Sau khi... Lúc chuyển hai video này anh chị này. Sau khi... Em thấy nó hơi vấp, em sẽ thêm một cái hiệu ứng vào nhé. Sau khi... Đấy, theo hiệu ứng chuyển video đấy chị này nha. Sau khi da đã hoàn toàn sạch sẽ, chúng ta sẽ đi vào bước chăm sóc chuyên sâu. Và sản phẩm đắt sắt da miếng đáng đầu tư nhất đối với Nhung, đó chính là tinh chất tái tạo da Placenter. Đây là chai thứ 2 mình dùng rồi, phục hồi da tốt, cải thiện nếp nhăn, đặc biệt là giúp mờ nám sạm tàn nhang và thâm mụn cực kỳ hiệu quả nha. Thành phần của em nó thì vô cùng đặc biệt, đó chính là tế bào gốc từ loãng thực vật. Đến đây nha, em sẽ chia sẻ anh chị thêm một cái nữa này. Đó là em sẽ thêm lớp phủ, em sẽ thêm cái minh chứng, chứng minh cho cái điều em vừa nói. Em nghe hai loa nên nó sẽ hơi rè một chút, anh chị thông cảm nhá. Là tế bào gốc từ loãng thực vật. Đây. Bây giờ em muốn minh chứng cho cái điều em nói là tế bào gốc từ loãng thực vật này. Đó chính là tế bào gốc từ loãng thực vật. Đây em sẽ kéo đến đúng cái câu ở từ đấy anh chị nhé. Sau đó em kích vào video. Sau đó này, anh chị trở về trang chủ này, anh chị sẽ nhìn thấy chữ là lớp phủ. Khi chúng ta thêm lớp phủ thì chúng ta có thể chọn được hình ảnh mà chúng ta mong muốn. Đây ạ, tế bào gốc từ loãng thực vật. Đấy, em sẽ thêm hình ảnh. Cái mình hoàn toàn thể thêm video anh chị nhé. Tế bào gốc từ loãng thực vật. Đây là bộ phận quý giá nhất của cây, nằm dưới nhụy hoa để nuôi dưỡng cho trái cây lớn lên. Và Placenta... Em thấy cái chữ đấy này, nó đến đây thì mới đủ. Thì em sẽ kéo dài ra. Cái mình hoàn toàn thể kéo dài kéo ngắn anh chị nhé. Anh chị nghe lại này. Loãng thực vật. Đây là bộ phận quý giá nhất của cây, nằm dưới nhụy hoa để nuôi dưỡng cho trái cây lớn lên. Và Placenta là thương hiệu đầu tiên. Cũng là thương hiệu đầu tiên. Khi anh chị mà không tìm thấy cái điều mình muốn, ví dụ anh chị muốn tìm âm thanh hay tìm cái gì đấy ở đây mà không có nhá, thì anh chị cứ bấm trở về cho em, vì CapCut nó chỉ có hoạt động ở dưới thanh công cụ này mà thôi. Thì bây giờ sau khi trở về màn hình chính này, chúng ta tìm được chữ lớp phủ này, thì chúng ta lại thêm tiếp, tìm đến cái ảnh mà mình đã chuẩn bị trước anh chị nhá. Cái ảnh này là em lấy từ trong cái slide của BDB thôi. Là thương hiệu đầu tiên, cũng là duy nhất chiết xuất tế bào gốc từ loãng thực vật. Và đến đây mới đủ này, thì em sẽ kéo dài ra đấy chị này. Thương hiệu đầu tiên cũng là duy nhất chiết xuất tế bào gốc từ loãng thực vật. Và thành phần đặc biệt này sẽ giúp giải độc kháng viêm cho da, hơn hết là giúp giảm thâm sạm nám và cải thiện nếp nhăn trên da cực kỳ hiệu quả. Giải độc kháng viêm cho da. Đến đây là công dụng của tế bào gốc từ loãng thực vật nhé. Em lại tiếp tục tìm lớp phủ để em thêm. Đấy, chúng ta sẽ tìm trước cái minh chứng. Cái này ở trong các slide của BDB là có hết rồi.
kéo đến cuối video. Đây anh chị nghe này, khi có ảnh minh họa ấy thì cảm giác là cái lời mình nói nó chuẩn xác hơn, đúng không anh chị? Thực vật và thành phần đặc biệt này sẽ giúp giải độc kháng viêm cho da, hơn hết là giúp giảm thâm sạm nám và cải thiện nếp nhăn trên da cực kỳ hiệu quả. Tiếp theo, Nhung sẽ khóa ẩm bằng em kem tái sinh và nuôi dưỡng da Bra Center. Em này có công dụng cấp ẩm và phục hồi da. Trước đây thì da Nhung là da nhạy cảm, dễ ửng đỏ khi giao mùa. Nhưng từ ngày dùng em này, không nhớ là đã bao lâu rồi, Nhung không còn thấy da mình ửng đỏ nữa. Bra Center là thương hiệu có lịch sử hơn 60 năm, thuộc top. Đến đây em lại muốn thêm minh chứng này anh chị này. Hơn 60 năm, thuộc. Em lại thêm lớp phủ nhá. Hơn 60 năm em đã lưu rồi. Hay là chưa đâu. Ảnh chưa có thì mình lại lưu về thôi anh chị ạ. Về em thêm này. Bra Center là thương hiệu có lịch sử hơn 60 năm, thuộc. Anh chị nhớ là cái này mình kéo nó nhỏ nhỏ thôi nhá, đừng che mất mặt mình nhá. Anh chị lấy hai tay dí vào là nó sẽ tự nhỏ lại thôi. Đấy. Hơn 60 năm này. Center là thương hiệu có lịch sử hơn 60 năm, thuộc top 5 dược mỹ phẩm tại Pháp và là dược mỹ phẩm tại Pháp. Thuộc top 5 dược mỹ phẩm. Bây giờ em muốn thêm lớp phủ, một cái lớp phủ nữa ở đây này anh chị này. Thì em bấm trở về em tìm lớp phủ thôi. Thuộc top 5 dược mỹ phẩm tại Pháp. Mình cứ nghe lời xong rồi mình chỉnh sửa thôi. Đầu tiên thì nó sẽ hơi lâu. Xong về sau anh chị quen tay là nó sẽ nhanh. Thuộc top 5 dược mỹ phẩm tại Pháp và là sản phẩm 100% thuần chay. 100% thuần chay. Đấy. Mình sẽ tìm những cái minh chứng cho lời mình nói. Và những cái lớp phủ này thì em cũng sẽ kéo đến cuối cùng. Cái này em muốn xuất hiện hết luôn. Lát anh chị sẽ thấy ba cái này hiện ra cùng một lúc này. Anh chị xem lại nhé. Bra Center là thương hiệu có lịch sử hơn 60 năm, thuộc top 5 dược mỹ phẩm tại Pháp và là sản phẩm 100% thuần chay. Nó thấy nó đứng sai vị trí cái này. Thì anh chị kích vào nó nhé. Kích vào nó này, sau đó anh chị zoom bé lại, anh chị kéo đến vị trí mà anh chị thích là được. Đấy, không có khó đâu. Mỹ phẩm tại Pháp và là sản phẩm 100% thuần chay nên mọi người có thể yên tâm sử dụng nhé. Đây đây, bí quyết xóa nám mờ thâm là đây. Điểm cộng. Cái video này em sẽ thêm một lớp phủ nữa cho nó nhé. Em sẽ thêm cái video có bàn xoay vào đây. Em thấy quanh đi quẩn lại nó cũng chỉ có vài cái đấy thôi, nó cũng không nhiều đâu. Đây là cái video có bàn xoay này. Để cho anh chị xem là cái lớp phủ mình hoàn toàn có thể thêm video được nhá. Kéo nó cho nó nhỏ về vị trí mong muốn. Đây đây, bí quyết xóa nám mờ thâm là đây. Điểm cộng của em này là. Đến đây em muốn cắt cái lớp phủ này đi này. Thì em bấm vào nó. Sau đó mình chữ bấm chữ tách anh chị nhá. Sau đó mình xóa một đoạn sau đi là xong. Tiếp theo này. Cái lớp phủ này đôi khi cái video ấy nó sẽ có âm thanh. Anh chị muốn để âm thanh thì anh chị để, còn nếu không anh chị kích vào nó, anh chị lại tìm đến phần âm lượng. Sau đó anh chị kéo về không là được. Em nghĩ là anh chị mò một buổi tối là ra. Tại vì nó bằng tiếng Việt hết nên mình rất dễ chỉnh sửa, nó không như cái những cái phần mềm bằng tiếng Anh. Để yên tâm sử dụng nhé. Đây đây, bí quyết xóa nám mờ thâm là đây. Điểm cộng của em này là vị trí lấy kem siêu nhỏ, giúp chúng ta dễ dàng căn chỉnh được lượng kem lấy ra. Và vì sao phải căn chỉnh ư? Vì em này chúng ta chỉ bôi ở vùng có nám và thâm mụn thôi nha. Nếu như bôi toàn mặt thì cực kỳ lãng phí. Vậy nên chỗ lấy kem siêu nhỏ là điểm cộng cực kỳ lớn cho em này. Ở đây em muốn thêm một video minh họa nữa này. Vậy nên chỗ lấy kem siêu nhỏ. Em đã chuẩn bị video chỗ lấy kem siêu nhỏ. Em muốn cho mọi người nhìn rõ hơn cái chỗ lấy kem. Ở cái lớp phủ này mình hoàn toàn có thể thu ngắn về này. Anh chị bấm vào đây nhá, anh chị cũng có thể tìm cho em cái chỗ biến đổi. Thì ở đây anh chị có thể xoay, anh chị có thể lật, anh chị có thể điều chỉnh kích thước của nó nhá, cho nó nhỏ về.
Sau đó mình kéo về vị trí mình mong muốn này. Vậy nên chỗ lấy kem siêu nhỏ là điểm cộng cực kỳ lớn cho em này. Nếu chỉ chăm sóc bên ngoài thôi thì chưa đủ, chúng ta cần phải chăm sóc từ bên trong, cải thiện nội tiết tố từ sâu bên trong chính là gốc để giúp chúng ta có một làn da khỏe đẹp toàn diện, và viên uống soda sẽ giúp chúng ta làm được điều này. Với tinh dầu hoa anh thảo giúp cải thiện nội tiết tố. Ở đây em sẽ cho bảng thành phần của sản phẩm vào nhé. Soda sẽ giúp chúng ta làm được điều này. Với tinh dầu hoa anh thảo giúp. Ở cái phần thêm lớp phủ anh chị thêm hình ảnh hoặc video đều được nhá. Cái hình ảnh thì chắc chắn là mình phải lưu trong máy trước rồi. Anh chị muốn lấy cái gì làm minh chứng, anh chị lấy trong slide của BDB thì anh chị lưu về. Đây, em sẽ cho bảng thành phần lên. Với tinh dầu hoa anh thảo giúp cải thiện nội tiết tố, vitamin C giúp làm sáng da. Đây. Với tinh dầu hoa anh thảo giúp cải thiện nội tiết tố, vitamin C giúp làm sáng da, bột nho thai cừu giúp ngăn ngừa nám sạm tàn nhang. Cừu giúp ngăn ngừa nám sạm tàn nhang cùng với rất nhiều vitamin và khoáng chất khác nữa. Sáng 2 viên màu hồng, tối 2 viên màu xanh, đảm bảo chúng ta sẽ có một làn da cùng với sức khỏe diệu kỳ. Với bộ sản phẩm chăm sóc da Placenter, chị em mình không còn lo vấn đề nám sạm tàn nhang, đồi mồi hay lão hóa nữa. Vậy thì còn chần chừ gì mà không múc em nó ngay thôi chị em ơi. Rồi, em đã chỉnh xong một lượt video, bây giờ em sẽ chỉnh kỹ hơn một lần thứ hai anh chị nhé. Một lần thứ hai, sau đó em sẽ thêm văn bản. Em nhớ đoạn đầu hình như em chưa chỉnh sửa thì phải. Chúng ta sẽ nghe lại để chỉnh sửa anh chị nhé. Bộ trị nám của nhà Unison đang hot dần dần trong cộng đồng Ropi. Vậy thì hãy cùng Nhung khám phá quy trình xóa nám sau 30 ngày cùng bộ sản phẩm Placenter nhé. Bước quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da đó chính là bước làm sạch. Sữa rửa mặt có vai. Chờ em một chút nha. Em muốn xem là em đang thiếu cái gì nữa. Rồi. Trò lấy hết đi bụi. Bây giờ em và anh chị sẽ cùng nhau xem một lượt xem em xem còn thiếu gì, chúng ta sẽ sửa lần hai nhé. Bộ trị nám của nhà Unison đang hot dần dần trong cộng đồng Ropi. Vậy thì hãy cùng Nhung khám phá quy trình xóa nám sau 30 ngày cùng bộ sản phẩm Placenter nhé. Bước quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da đó chính là bước làm sạch. Sữa rửa mặt có vai trò lấy hết đi bụi bẩn, sợi bã nhờn trên da, và sữa rửa mặt Placenter dạng gel không tạo bọt nên sẽ không gây khô da, cực kỳ phù hợp với những làn da mụn và da nhạy cảm. Cái chất. Đến đây em sẽ tua nhanh đoạn này lên nhé. Em sẽ bấm vào đây. Bấm tách ra. Em sẽ tua lên chế độ. Muốn tua nhanh thì ở tốc độ anh chị nhé, em sẽ tua lên 1,2. Sau đó anh chị bấm V để thoát ra, thì đoạn này nó sẽ nói nhanh hơn. Những làn da mụn và da nhạy cảm. Cái chất gel nó mềm như nhung luôn. Em xin thề với cuộc đời mình nha. Đây sẽ là sữa rửa mặt em dùng đến trọn đời, đến cuối đời này luôn. Nó quá là mềm, nó quá là thích luôn. Ai mà da nhạy cảm, da mụn thì thôi. Chân ái luôn mọi người này. Ôi sướng dã man. Sau khi rửa xong thì da sạch, nhưng mà vẫn để lại độ ẩm trên da nhé. Trong bước làm sạch da, chúng ta đừng quên tẩy da chết 2 lần một tuần nha. Tẩy da chết sẽ giúp da sạch sâu hơn, loại bỏ mụn cám, mụn đầu đen và sợi bã nhờn trên da. Tẩy da chết nhà Placenter dạng kem sữa với những hạt jojoba siêu nhỏ, nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết mà không gây tổn thương da. Đặc biệt trong sản phẩm có thành phần glycerin giúp giữ ẩm và ngăn glycerin. Ở đây em muốn thêm một minh chứng nữa nhé, vừa em bị sót ở đây. Đây là thành phần của nó anh chị này. Em đã lấy từ trong sản phẩm ra. Zoom về vị trí mình mong muốn này. Em đang nói đến cái sản phẩm là glycerin ở đây này anh chị này. Có thành phần glycerin giúp giữ ẩm và ngăn ngừa lão hóa. Nên khi dùng tẩy da chết Placenter xong, bạn sẽ ngạc nhiên vì nó. Em sẽ kéo nó đến đây. Và em muốn người ta chú ý đến cái dòng chữ này thì chúng ta có một kiến thức mới này anh chị này. Anh chị trở về trang chủ cho em nhé. Anh chị lướt tìm cho em ở thanh công cụ đến chỗ chữ nhãn dán cho em. Anh chị muốn thêm cái gì thì anh chị gõ vào cái chỗ tìm kiếm này. Em sẽ thêm cái chữ mũi tên. Em sẽ chọn cái mũi tên màu đỏ xong, này. Bạn sẽ ngạc. Mũi tên màu đỏ này chưa hợp.
Em sẽ tìm Xong, lấy mũi tên bạn này. sẽ ngay. Em sẽ kéo đến vị trí mong muốn, em sẽ muốn người ta chú ý để đọc cái dòng này này anh chị này. Sau đó mình bấm V là xong anh chị nhá. Bây giờ anh chị cùng nhìn thành quả này. Center xong, bạn sẽ ngạc nhiên vì nó. Ở cái phần nhãn dán anh chị thêm, anh chị cũng có thể kéo dài nó ra nhé. Kéo cho nó hết lớp phủ hoặc kéo đến vị trí mà anh chị mong muốn là được. Trong sản phẩm có thành phần glycerin giúp giữ ẩm và ngăn ngừa lão hóa, nên khi dùng tẩy da chết Bracenter xong, bạn sẽ ngạc nhiên vì nó không gây khô da như những dòng tẩy da chết thông thường đâu nha. Đấy, anh chị thấy nó hay không ạ? Mình muốn khách hàng chú ý đến cái dòng chữ nào thì mình có thể là kéo cái mũi tên lên đấy để người ta chú ý hơn. Có thêm thêm video bằng một à thêm lớp phủ bằng video được chứ, em vừa chia sẻ xong đấy anh Hải Phan. Đây em làm lại nhé. Ở cái phần màn hình chính anh chị tìm đến chữ lớp phủ này. Anh chị bấm vào thêm lớp phủ cho em này. Anh chị có thể thêm hình ảnh hoặc video. Đều được. Ok chưa? Rồi, chúng ta đã. Bây giờ em sẽ ghi ra những cái mà chúng ta làm được này. Đầu tiên là chúng ta đã học được cách chỉnh tốc độ video, âm lượng video, Chỉnh sáng này, video này, lồng tiếng cho video này, thêm nhãn dán này. Bây giờ chúng ta sẽ thêm chữ vào trong video anh chị nhé. bây giờ em sẽ thêm chữ vào đây. À, có một anh chị nói là muốn xem, vừa em đọc là có một anh chị muốn xem lại cái mà zoom màn hình lên đúng không? Ví dụ anh chị mà lỡ quay nó xa quá, anh chị muốn zoom màn hình lên. Em ví dụ là anh chị muốn cái video này nó chạy từ gần đến xa đi. Anh chị kéo về đầu video này. Anh chị bắt buộc phải kích vào trong video nhá. Anh chị sẽ thấy hiện ngay chữ hình thoi. Nếu như anh chị thấy chưa thấy hiện chữ hình thoi ở đây, thì anh chị nhớ bấm vào trong video thì nó sẽ hiện lên chữ hình thoi. Anh chị bấm vào trong chữ hình thoi này. Ok chưa ạ? Sau đó anh chị kéo đến cái vị trí mà mình mong muốn nó zoom lên. Em ví dụ là em muốn zoom lên ở đây nhá. Thì em sẽ đặt hai ngón tay vào màn hình và em kéo nó lên đây để cho người ta nhìn rõ cái dòng tem của mình. Thì tự động một hình thoi đỏ nó sẽ hiện ra. Bây giờ chúng ta xem lại video là chúng ta biết chúng ta đã làm thành công không này. Bộ trị nám của nhà Unison đang hot dần dần trong cộng đồng Ropi. Đấy, thì lúc ấy anh chị sẽ thấy là cái video của mình nó sẽ chuyển động. Nó không đứng một chỗ nữa mà nó sẽ chuyển động là càng ngày nó càng gần hơn đúng không ạ? Anh chị nào mà tự quay một mình giống như em mà muốn video sinh động hơn ấy, thì anh chị có thể làm cái này, mình đỡ phải chạy gần chạy xa. Ví dụ có người quay thì sẽ là đi gần đi xa được. Nhưng mình có một mình không làm được thì mình dùng hiệu ứng. Cái đấy rất hay. Sau khi mà anh chị làm xong, anh chị không thích anh chị hoàn toàn có thể bấm nút trở về nhá. Là nó sẽ làm lại như bình thường. Bộ trị nám của nhà Unison đang hot dần dần trong cộng đồng Ropi. Vậy Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thêm văn bản vào trong cái video này. Anh chị đã thấy ở cái màn hình chính nhá, nó sẽ có chữ văn bản này anh chị này. Anh chị bấm vào trong văn bản cho em. Ở đây anh chị có thể thêm chữ viết tay được như em vừa thêm. Nhưng có một cái rất hay là chúng ta có thể là gì ạ? Thêm chú thích tự động. Bây giờ em sẽ bấm vào chú thích tự động nhé. Em sẽ chọn cái loại mà em thích. Sau khi chọn xong thì nó sẽ tự chọn ra chú thích tự động này anh chị này. Em bấm vào tạo nhé. Vì em đã lên bản Pro rồi nên em có thể chọn những cái này. Còn nếu như anh chị không lên bản Pro, anh chị có thể chọn những cái không mất tiền. Nó đang miễn phí như này anh chị nhé. Còn em lên Pro rồi em sẽ chọn cái chữ đẹp nhất cho anh chị nhìn cho nó sướng. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào chữ tạo này. Anh chị chờ một chút nó sẽ nhảy chữ tự động. lên Pro là phải nạp tiền ạ. Như em là em gom cùng mấy người nữa. Lên Pro là mỗi người chỉ mất mất rất ít tiền. Mấy chục nghìn thôi. Bây giờ anh chị nhìn nhé, nó sẽ nhảy ra tự động này. Bộ trị nám của nhà Unison đang hot dần dần trong cộng đồng Ropi. Khi mà nó chạy tự động ấy, nó sẽ có một vấn đề là đôi khi nó sẽ bị sai chính tả nhá. Thì bây giờ nếu như nó sai chính tả đâu, anh chị bấm vào trong đấy. Anh chị gõ lại chữ là xong. Nó chỉ thỉnh thoảng mới sai thôi anh chị ạ. Bộ trị nám của nhà Unison đang hot dần dần trong cộng đồng Ropi. Vậy thì hãy cùng Nhung khám phá quy trình xóa nám sau 30 ngày cùng bộ sản phẩm Placenta. Nó sai ở đâu thì mình sửa ở đấy anh chị nhá. Vì nó là tự động nên đôi khi nó sẽ không nhận ra được chữ của mình. Placenta nhé.
Bước quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da đó chính là bước làm sạch. Sữa rửa mặt có vai trò lấy. Anh chị thấy khi mà mình có chữ, cảm giác video của mình đỡ đơn điệu hơn bao nhiêu không? À, mình làm đang làm này mà mình có việc mình nhá anh chị nhá. Cái cắt cắt có một cái rất là hay là khi anh chị bấm dấu nhân ở đây, nó tự động lưu bản nháp cho anh chị. Nó sẽ tự động lưu dự án cho anh chị. Và khi anh chị bấm vào, anh chị hoàn toàn yên tâm là nó sẽ không mất những cái anh chị từng làm đi. Cái này nó lại hay như thế các anh chị ạ. Anh chị không cần phải edit trong một ngày xong, anh chị edit trong 3-4 ngày cũng được. Và anh chị cứ bấm dấu nhân ra, không cần phải bấm cái gì cả nhá. CapCut sẽ tự động lưu hết. Bộ sản phẩm Placenta nhá. Bước quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da đó chính là bước làm sạch. Sữa rửa mặt có vai trò lấy hết đi bụi bẩn, sợi bã nhờn trên da và sữa rửa mặt Placenta. Ở đây nó lại sai chữ chính tả này anh chị này. Hầu như nó sẽ không nhận biết được cái chữ tiếng Anh. Thì mình sửa lại nhá. Anh chị sửa xong anh chị lại tắt xuống thôi. Sau đó anh chị bấm V này. Nó lại chạy từ bình thường. Dạng gel không tạo bọt nên sẽ không gây khô da, cực kỳ phù hợp với những làn da mụn và da nhạy cảm. Cái chất gel nó mềm như nhung luôn. Em xin thề với cuộc đời mình nha. Đây sẽ là sữa rửa mặt em dùng đến trọn đời, đến cuối đời này luôn. Nó quá là mềm, nó quá là thích luôn. Ở đây em thấy cái phông chữ nó đang chạy linh tinh quá này, em có thể kích vào đây nhá. Mình chọn một phông chữ khác cũng được nha anh chị. Mình hoàn toàn thể chọn phông chữ khác cũng được. Đấy, phông chữ này đi. Cho nó đỡ bị nhảy phông chữ linh tinh. Mình hoàn toàn thể sửa phông chữ anh chị nhé. Và khi anh chị sửa một phông chữ là tất cả các chữ sau nó sẽ chạy theo cái anh chị sửa luôn. Anh chị cần sửa một lần thôi. Có bản ghi anh chị. Ai mà da nhạy cảm, da mụn thì thôi. Chân ái luôn mọi người này. Ôi sướng dã man. Sau khi rửa xong thì da sạch, nhưng mà vẫn để lại độ ẩm trên da nhé. Trong bước làm sạch da, chúng ta đừng quên tẩy da chết 2 lần một tuần nha. Tẩy da chết 2XL luôn chứ. Đoạn nào sai thì anh chị nhớ sửa đi nhá, chứ đừng để nó sai như thế nhá. Có một số anh chị có báo với em ấy, ở trong khóa marketing không đồng có báo với em là hình như là nó cho dùng mình dùng phụ đề tự động này. Trong tầm khoảng em nhớ là có người thì một tuần, có người thì một tháng anh chị ạ. Sao mình không nhập chữ một lần? À đoạn nào chữ nó sai thì em mới sửa. Đây là em đang dùng phụ đề tự động. Không biết chị Ngọc Hân có nghe được cái chỗ mà phụ đề tự động đấy không? Nó đang bị sai chính tả bởi vì em đang dùng phụ đề tự động. Còn nếu như mình mà gõ tay thì nó sẽ không bị sai chính tả đâu. Thì đây nha, nếu như anh chị dùng đến một thời gian ấy mà anh chị thấy là nó không cho dùng mình dùng phụ đề tự động nữa ấy, thì không sao cả anh chị ạ. Anh chị hoàn toàn thể thêm tự mình thêm phụ đề được nhá. Bây giờ em ví dụ là em xóa hết cái phụ đề tự động này đi. Em sẽ xóa hết đi nhá. Em sẽ xóa hết cái phụ đề tự động này đi. Đấy. Em ví dụ là không còn phụ đề tự động nữa đi. Cái trong trường hợp ấy mà về sau mà nó không cho anh chị dùng phụ đề tự động nữa ấy, thì anh chị cố gắng là mình ghi tay, nhưng mình không cần phải ghi hết đâu. Ví dụ mình ghi cái dòng quan trọng thôi. Vậy thì hãy cùng Nhung khám phá quy trình xóa nám sau 30 ngày cùng. Em ví dụ là ở đây đi, em chỉ muốn nhấn mạnh vào cái trừ là xóa nám sau 30 ngày thôi. Anh chị hoàn toàn thể ghi tay. Em sẽ hướng dẫn lại cái chỗ ghi tay này nhá. Đây ạ. Anh chị kéo cái thanh công cụ đến cái vị trí mà anh chị muốn chữ nó bắt đầu hiện ra. Anh chị tìm cho em cái mục là văn bản. Sau đó anh chị ấn vào thêm chữ cho em. Nếu như nó còn cho mình dùng phụ đề tự động ấy thì mình dùng cái chú thích tự động này. Còn nếu không cho mình dùng ấy thì mình hoàn toàn thể tự mình viết được. Nhưng mình sẽ ghi những cái key ra thôi. Mình không cần phải ghi hết đâu. Anh chị có thời gian thì ghi hết cũng được. Còn nếu như không có thời gian anh chị hoàn toàn thể ghi ít như này. Không sao cả, mình vẫn nhìn được mà. Đấy. Xóa nám sau 30 ngày cùng bộ sản phẩm Placenta. Ok chưa? Mình hoàn toàn thể tỉa tót để cho nó nhìn đẹp hơn nhé. Anh chị bấm vào hiệu ứng này. Anh chị có thể chọn cho em những cái màu chữ nó nổi bật hơn như thế này. Những cái Pro thì mình không bấm vào nhé. Pro thì lại phải mất tiền. Hoặc là mình chọn cho em sang cái bong bóng này này. Mình có thể chọn cái bong bóng đỏ như này cũng được. Cho nổi bật. Còn không thì mình chọn cái khác. Tùy anh chị. Còn nếu không, nếu như mình cảm thấy không đẹp ấy, mình không thích ấy, thì mình bấm vào cái dấu gạch này nhá. Là nó sẽ không dùng nữa. Nó sẽ bỏ cái cũ đi.
thì anh chị hoàn toàn có thể chọn cái khác, em thấy nó cũng đẹp không kém đâu. Nếu như sau này mà anh chị không còn dùng phụ đệm tự động thì anh chị có thể dùng cái cách này. Ok chưa? Sau khi xong rồi này, bây giờ em sẽ thêm một cái nữa là em sẽ thêm gì ạ? Em sẽ thêm nhạc nền cho cái video này nhá. Thì lát nữa em sẽ gửi cho anh chị ấy, trong cái album edit em sẽ cho anh chị cái tài liệu mà em đang có. Trong cái edit này nhá, thì cái bản đầu tiên này là cái bản em thề với anh chị luôn, em dùng cái này mấy năm rồi, 3 4 năm rồi. Cái bản nhạc này ấy video nào cũng hợp hết, vui buồn đều hợp hết, em cho anh chị nghe thử nhá. I used to run, remember the house where I would... Em hay dùng cái nhạc nền này này. Nhạc nền thì sẽ khiến cho cái video của mình nó vui nhộn hơn. Còn đây nhá, cái video, cái nhạc nền này sẽ hợp với những cái video buồn hơn. Tiếp theo này, em có một cái nhạc nền cho video ăn uống này. Nói chung là anh chị chỉ cần có 3, 4 cái video này của em thì anh chị ghép vào đâu cũng được. Và em khẳng định cho anh chị nhá, là 100% không bị đánh bản quyền. Cuối video em sẽ cho anh chị cái kho đấy nhá. Em sẽ cho anh chị cái kho tài liệu này. Thì bây giờ này, khi anh chị muốn ghép nhạc nền cho video thì anh chị buộc phải lưu vào trong cái album của mình đã. Sau đó anh chị trở về cái video của mình, anh chị tìm cho em cái chỗ nó có chữ là âm thanh cho em. Âm thanh sau đó anh chị bấm vào cái chữ trích xuất nhá. Trích xuất thì nó sẽ lấy trong từ cái trong cái album điện thoại của mình. Em tìm cái video edit này. Bây giờ em thêm vào này. Anh chị nghe thử nó có nhạc nền này. Nhạc nền nó đang rất là to. Anh chị nhá, khi anh chị muốn điều chỉnh âm thanh của nhạc nền này, anh chị kích vào trong cái âm thanh này. Anh chị tìm cho em cái âm lượng nó tương tự như video. Và cái lời khuyên của em là anh chị để trong tầm khoảng 10 đến 20 thôi thì nó sẽ không bị át lời mình nhá. Còn ngoài ra anh chị sẽ cân đối tùy theo cái video mà anh chị quay, cái video gốc anh chị lồng tiếng nữa. Bây giờ em thử này. Bộ chị nám của nhà Edison đang hot dần dần trong cộng đồng Ropi. Em vẫn thấy nó to. Bộ chị nám của nhà Edison đang hot dần dần trong cộng đồng Ropi. Vậy thì hãy cùng Nhung khám phá quy trình xóa nám sau 30 ngày cùng bộ sản phẩm Placenta nhé. Bước quan trọng nhất trong... Anh chị thấy có nhạc nền nó sẽ vui hơn đúng không? Đây, anh chị có thể nhìn thấy này. Cái bài nhạc nền này ấy, đôi khi nó sẽ không hết video đâu, anh chị thấy không? Một lửa video phía sau ấy là nó sẽ không còn nhạc nữa. Thì anh chị đừng có lo nha, mình không cần phải thêm lại từ đầu đâu. Anh chị kích vào trong video cho em, nó rất là hay. Anh chị tìm cho em đến chữ nhân đôi, lúc đấy nó sẽ tự động nhảy ra một video giống y hệt và mình không cần phải chỉnh âm thanh lần thứ hai vì nó sẽ nhân bản từ cái video kia ra. Anh chị cứ nhân bản đến khi nào hết video của mình thì thôi. Bây giờ em lại nhân bản tiếp này. Đấy, mình cứ nhân bản đến hết video thôi, rất nhàn. Bây giờ em lại nhân đôi tiếp nha, nhân đến hết video thì thôi. Đến đây này, anh chị này, em thấy là bây giờ nhạc vẫn còn mà bây giờ ảnh hết rồi. Thì em kích vào trong cái phần âm thanh đấy, em bấm vào chữ tách thì nó sẽ tách đôi ra và mình sẽ công việc của mình là xóa phần sau đi. Vậy là nhạc và video sẽ khớp với nhau. Vậy thì còn chần chừ gì mà không múc em nó ngay thôi chị em ơi. Vậy là em đã chỉnh xong một video rồi. Video mình tạo trên CapCut không giới hạn thời gian, chị có thể tạo 1 tiếng, 2 tiếng đều được. Nhưng mà video em làm 3 phút 50 giây là em thấy rất dài rồi. Cái video này lát nữa em sẽ gửi tặng anh chị. Anh chị hoàn toàn có thể cắt nhỏ nó ra để anh chị bán từng sản phẩm một. Em ví dụ nhá, là anh chị cắt ra, anh chị bán, hôm nay anh chị bán độc cái viên uống này thôi. Hoặc là anh chị cắt ra, anh chị bán cho em độc cái sản phẩm tẩy da chết. Em thấy cái sản phẩm tẩy da chết em vừa nói rất đầy đủ rồi. Mình có thể cắt ra để mình bán mỗi sản phẩm này thôi. Cách cắt thì rất đơn giản. Bây giờ nhá, em ví dụ này, anh chị có một cái video anh chị lưu về của em đi, mà bây giờ anh chị muốn cắt nó nhỏ ra nhá, em sẽ chia sẻ anh chị cách làm này, rất hay. Bây giờ em ví dụ là em có một cái video của bạn Hoàng Kim Chi này đi. Ok chưa? Em hoàn toàn có thể zoom cho nó to ra nhé. Anh chị kích vào trong cái video này, anh chị thấy nó đang bị thừa hai cái khung bên dưới đúng không? Vì bạn này đang để kích thước 3x4. Em hoàn toàn có thể kéo nó ra cho nó to vừa cái khung hình của mình. Đấy, kéo nó vừa phải thôi. Hoặc là không, tùy anh chị. Kéo to nhỏ được nhá. Tiếp theo này, em muốn cắt cái đoạn cuối đi. Em không muốn thấy cái sản phẩm này nữa, vì sản phẩm này trên kệ Ropi không có bán. Sản phẩm này không bán, em hoàn toàn thể cắt đi anh chị nhá.
Mình có thể lấy hai tay mình kéo nhỏ ra cho dễ cắt này. Anh chị kéo đến cái vị trí mình muốn cắt. Sau đó anh chị bấm vào trong video nhá. Anh chị kéo cái thanh công cụ đến vị trí mình muốn cắt, sau đó mình bấm vào trong video. Có hai cách, một là mình thu cái trắng này về. Hai là anh chị có thể dùng cho em là bấm vào đây, nó sẽ hiện ra cái dấu là mình tách. Khi anh chị tách xong, anh chị hoàn toàn thể xóa đoạn sau đi. Tương tự như vậy, lát nữa em gửi cho anh chị một video full 4 phút về tất cả sản phẩm của nhà Bla Center. Nếu như anh chị mà muốn lấy độc cái tẩy da chết thôi, em ví dụ là anh chị kéo đến đây là độc đoạn tẩy da chết không nhá, anh chị bấm vào đây này, bấm vào trong video, ngay lập tức nó sẽ hiện ra chữ tách, anh chị tách cho em và anh chị xóa đoạn trước, anh chị xóa đoạn sau đi. Sau đó anh chị lưu video xong là xong, là anh chị có một sản phẩm riêng rồi nhá. Làm lại cái nhân bản âm thanh đây ạ. Ở cái phần âm thanh nhá, anh chị trở về hết, anh chị sẽ nhìn thấy chữ âm thanh ở đây này. Anh chị bấm vào chữ trích xuất và anh chị lấy cái video mà mình vừa lưu về xong. Em sẽ gửi cho anh chị cái nhạc nền này. Sau khi anh chị có video rồi, anh chị, việc của anh chị là anh chị kéo cái âm thanh của nó xuống nha. Kéo âm thanh cho nó xuống làm sao cho nó nhỏ xíu thôi. Đừng nó chèn lời của mình. Một số anh chị là để cho cái nhạc chèn lời mình luôn. Thì sau khi làm xong này, anh chị có thể kéo đến cuối đây, nó sẽ có chữ nhân đôi. Anh chị bấm nhân đôi là nó sẽ nhảy ra đoạn âm thanh ngay bên cạnh, y hệt đoạn trước luôn. Tiếp tục anh chị lại muốn nhân đôi, anh chị kích vào cái video, anh chị lại tìm đến cái chỗ nhân đôi, lại nhân tiếp. Anh chị nhân bao nhiêu lần cũng được hết. Bây giờ nhá, em đã demo xong một lần tất cả rồi. Bây giờ việc của anh chị này là anh chị hỏi lại từng cái nhỏ một đi ạ. Em để dành thời gian anh chị hỏi từng chỗ nhỏ một. Anh chị muốn em làm lại từng cái nhỏ nào thì anh chị comment nhá, để em xem kỹ hơn. Anh chị nào thấy thạo chỉnh sửa to nhỏ rồi thì bỏ qua. Muốn xem lại lớp phủ không này. Bây giờ nha, em sẽ chờ em một chút. Em sẽ tổng hợp một cái file là những cái mà chúng ta đã học được trong buổi ngày hôm nay. Và việc của anh chị là xem mình còn cảm thấy chỗ nào mà còn lấn cấn nữa. Bây giờ nha, những cái chúng ta đã học được trong ngày hôm nay này. Đợi em ghi đầy đủ hết đã nhá. Sao vẫn ổn đấy nhỉ? Đầu tiên này, anh chị đã được học này. Đầu tiên nhá, đợi em ghi xong anh chị hãng hỏi cái là mình cần hỏi là gì nhá. Chỉnh sáng video, em đã kéo sáng lên rồi đúng không ạ? Cái thứ hai nhá là em hướng dẫn anh chị cách chỉnh âm lượng, tắt tiếng video. Cái số 3 em hướng dẫn anh chị là lồng tiếng. Cái số 4 này là em hướng dẫn cái là hiệu ứng chuyển video. Hôm nay chúng ta đã được học những cái này này anh chị này. Hiệu ứng chuyển video. Cái thứ 5 là chúng ta học cái zoom to, zoom nhỏ video. Cái số 6 là chúng ta được cách là thêm nhạc nền cho video. Chúng ta học nãy giờ khá nhiều rồi đấy anh chị. Tiếp theo này là chúng ta đã được học cách là thêm phụ đề tự động cho video. Cách số 8 là chúng ta là thêm phụ động, thêm phụ đề bằng cơm. Có nghĩa là mình tự gõ, không nèo tự động nữa. Cái tiếp theo là chúng ta đã thêm lồng nhạc này, nhân bản nhạc, nền. Cái số 10 là chúng ta đã được học là thêm lớp phủ cho video. Vậy là chúng ta được học rất nhiều thứ rồi. Bây giờ em mời anh chị comment là anh chị muốn thêm cái gì nhá. Thêm nhạc chèn vào video là cái gì nhỉ? Thêm lớp phủ chèn vào video, còn nhạc nền là nhạc nền chứ nhỉ? Bỏ cái chữ cắt cắt, đúng rồi, mình kích vào đấy xong mình xóa đi là được ạ. Anh chị vẫn nghe thấy lời em nói chứ đúng không? Rồi, bây giờ nhá, anh chị muốn xem lại cái gì? Trước khi chờ anh chị comment nhá. Thế thì hay là bây giờ em làm lại cái này từng cái một đi. Từng cái lại một lần nữa nhá. Em sẽ làm từng cái một nhưng em sẽ không áp vào video chính của em nữa. Bởi vì video của chính của em lồng nhiều cái vào nhau, anh chị sẽ thấy khó hiểu. Bây giờ em sẽ thử làm từng cái một nhá. Lưu nhạc nền video lát nữa này, em sẽ cho anh chị một cái driver như thế này ạ. Trong cái driver này em sẽ có là nhạc nền video ở đây. Lát nữa anh chị ở cuối chương trình, anh chị zoom vào trong nhóm là cam kết thực hiện thử thách là edit video. Thứ nhất là trong nhóm đấy em sẽ hỗ trợ anh chị khi anh chị mà, đúng rồi, thêm mũi tên nữa đúng không, thêm nhãn dán. Thứ nhất là lời hứa là em sẽ hỗ trợ anh chị trong vòng một tuần khi anh chị gặp vấn đề trong edit này. Cái thứ hai nhá là em sẽ gửi tài liệu vào trong đấy để anh chị nhớ học đến cuối chương trình thì mới có nhé. Khi em gửi cho anh chị cái bộ tài liệu ở cái driver này, này, nếu như em gửi trên Zalo ấy thì đôi khi nó sẽ nhiều quá. Em sẽ tổng hợp vào một trong driver này. Trong đây có video em quay sẵn từng sản phẩm rồi.
Anh chị nào chưa có bàn xoay có thể lấy sẵn cái video này của em nhé. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có một số thủ thuật nâng cao. Anh chị nào muốn học thêm thì thêm. Đây là chúng ta thể thêm lồng tiếng vào trong video. Em cho anh chị xem thử này. Cái này em cũng hay làm này. Khiến cho video của các bạn rất là thu hút và hấp dẫn người xem. Không nghe tiếng thì cô ơi. Rồi, bấm vào nút mở này. Lúc này âm thanh nó sẽ vào trong các cấp. Các bạn chỉ cần nghe thử, sau đó chọn thôi. No. Bấm vào dấu cộng là đã chọn xong rồi nha. Nếu thấy hay các bạn đừng... Em cũng hay thêm như này này anh chị này. Thì đây cái video này nó là cái cao cấp hơn. Khi nào anh chị làm hết những cái của em thì anh chị hãy học sang cái này nhá. Cái này anh chị có nhớ là trong cái video của em này có cái chỗ đoạn này này. Sao nó không chạy ta? Có thương hiệu lịch sử hơn 60 năm và thuộc top 5 dược mỹ phẩm tại Pháp, hiện đang được phân phối hơn 60 quốc gia toàn cầu. Cái âm thanh thêm vào này thì chắc chắn nó sẽ hay hơn đúng không anh chị? Nhưng em thấy nó là một phần nâng cao. Cái này nó anh chị phải làm nhiều thứ hơn. Thì em đã cho anh chị trong cái ổ này rồi. Một ngày nào đó anh chị làm những cái kia pro rồi thì anh chị nhớ tham khảo cách thêm âm thanh như thế này nhá. Còn bây giờ chúng ta chưa học vì nó rất khó. Viết ở đây tiếp theo này. À, viết ở đây được sách. Có thích viết vậy được sách không? Sách tôi bảo à, là chị bạn Nguyễn Lan này. Sao lại viết chị Lan này đang dạy con, tắt mic đi chị Lan ơi. Ai tắt mic chị Lan giúp em với. Đấy, thì đây em đã có cho anh chị một cái số cái pro này nhá. Anh chị có thể follow những người này để học thêm. Nhớ follow ngay cô Bài Edit cho em. Dạy rất dễ hiểu và dạy rất nhiều cái hay. Cách thêm chữ này để anh chị làm những video chia sẻ này cũng rất là hay. Hoặc là cách chia che từ nhạy cảm ở trong video. Che chi tiết vi phạm trong video thì siêu dễ rồi. Nhưng nếu vi phạm đi tới đâu, sticker theo tới đó. Những cái này là em thấy là cao cấp rồi nhá. Anh chị về sau chị cũng nhớ tham khảo nhá. Còn ban đầu mình học tốt cái kia đã. Sau khi anh chị có video quay của em này, follow một số TikTok dạy về edit này, thì em có một mục là nhạc nền video nữa. Ở đây anh chị lưu những cái bản nhạc nền này về của em về nhá. Sau đó anh chị lồng vào trong video của mình. Đấy, lát nữa em sẽ cho anh chị cái này. Ok chưa? Bây giờ trở về những cái chúng ta đã được học này. Bây giờ em muốn chia sẻ cho anh chị một cái 12 nữa. Đó là tách nền video.